Luận đại trí độ quyền 1 Phẩm mở đầu duyên khởi Đường trí độ Phật rộng mở bày Biển tâm sâu thẳm khắp cùng soi Tướng trí độ Phật nghĩa vô ngại Ngưỡng trí độ Phật tánh khôn lượng Diệt tận gốc hai chấp có không Chân thật tướng thế tôn chỉ dạy Thường chú bất hoại tịnh phiền não Kính lễ pháp Phật hằng tôn trọng ruộng phước kia thánh chúng vun trồng Hiểu học vô học tự tra nghiêm mầm ái đời sau hằng tiêu diệt ngã bạc dứt cùng căn trừ sạch pháp thế gian vĩnh viễn xa lìa Đời các pháp thường sanh công đức tại chúng hội tối tôn tối thượng cúi lại chân tịnh đạt đức tăng nhất tâm thâm kính lễ tam tôn bậc cứu thế từ tôn di lạc trí huệ đệ nhất xá lợi phất vô tránh không hành tu bổ đề nay xin như lực tự diễn bày đại trí bị ngạ thật tướng nghĩa gỡ mong chư thánh trí đức chân nhất tâm tùy thuận lời con luận bàn đặt vấn đề do nhân duyên gì mà phật thuyết kinh maha bát nhã ba la mật phật pháp chỉ được tuyên bày khi có đại nhân duyên chẳng phải không nhân duyên hay do tiểu nhân duyên mà có được ví như núi tu di chẳng phải tự nhiên hay do một kích động nhỏ mà lai truyền được này do đại nhân duyên gì mà phật thuyết kinh maha bát nhã ba la mật luận giải duyên khởi một trong tam tạng kinh điển phật đã dùng các phương tiện trí để rộng dẫn các thí dụ vì hàng thanh văn mà thuyết pháp thế nhưng ngài chưa vội thuyết về bồ tát hạnh ví như kinh a hàm chỉ nói đến việc đức thế tôn thọ ký cho bồ tát di lặc về đời sau sẽ thành Phật hiệu là Di Lặc mà vẫn không nói gì về hạnh Bồ Tát cả. Này Phật muốn vì Bồ Tát Di Lặc giọng nói về Bồ Tát hạnh. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi hai, lại nữa, nay trong chúng hội có những Bồ Tát tu niệm Phật tác muội, Phật muốn cho họ được thể nhậm và niệm Phật tác muội, muốn họ ở trong tác muội được tăng ích nên mới vì họ thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Như trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, ở phẩm đầu, Phật hiện thần túc thông, phóng kim sắc quang minh khắp chiếu cả mười phương thế giới. Phật thị hiện đại thân thanh tịnh, quang minh tỏa các diệu sắc đầy khắp hư không. Phật ở trong đại chúng đan tránh thủ diệu chẳng ai bì kịp. Ví như núi tù di uy nghi giữa biển cả mênh mông, các Bồ Tát thấy Phật biến hóa thần thông như vậy, đã nhất tâm niệm Phật tác muội nên được bội phần tăng ích. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi bà lại nữa Bồ Tát tức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện đàn xanh phóng đại quang minh chiếu sáng khắp mười phương đi bảy bước quan sát bốn phương rồi thuyết bài kệ rằng đây là thân rốt sau thị hiện nơi thai phần ta sẽ vì chúng sanh hiển bày lý giải thoát sau khi thuyết kệ như vậy rồi, Ngài lại hiền dụng thân của một người bình thường từ khi sơ sanh cho đến lúc trưởng thành. Lại nữa, Ngài cũng hiền bày diệu pháp, dạy bò thân thuộc xuất gia học đạo. Rồi vào một đêm khi bóng tối bao trùm hoàng cung, tỉnh giấc quan sát các cung phi mỹ nữ say sưa trong giấc ngủ, trông chẳng khác gì những xác chết không hồn. Ngài liền bảo xa nặng đem con ngựa kiển chắc, theo Ngài vượt thành đi tìm đạo đi được 12 do tuần đến một khu rừng, Ngài gặp đạo sĩ Bạc Già Bà, tìm hiểu về lối tu khổ hạnh. Ngài lấy dao cắt tóc, giao cho sa nạc mang về, cởi bỏ cẩm bào, cùng các châu báu, khoác áo tăng giả đê bằng vải thô. Ngài đi đến sông Ni Liên Thiền tu khổ hạnh. Mỗi ngày, Ngài chỉ dùng ít mè, ít gạo. Sau 6 năm dài ép sát như vậy, Ngài tự niệm rằng, pham tu khổ hạnh chẳng phải là tránh đạo. Ngài bèn rời bỏ trốn rừng già, tìm đến dưới cội cây bồ đề để tọa thiền, tự tìm cho được chân lý giải thoát. Loài ma vương đem 18 vạn ước ma chúng đến quấy phá ngài. Ngài đã dùng lực công đức hàng phục chúng ma và được vô thượng bồ đề. Lúc bấy giờ khắp ba ngàn đại thiên thế giới, trừ thiền ở các cõi trời dục giới, sát giới và vô sát giới, đến thỉnh ngài truyền pháp luân. Y theo nguyện đại từ đại bi của chính mình cũng như của chư Phật quá khứ, Ngài nhận lời thỉnh nguyện của chư thiên mà chuyển pháp luân diễn bày vi diệu pháp. Bởi nhân duyên vậy, nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi bốn, lại nữa có chúng sanh nghi rằng, Đức Phật chưa chắc đã được nhất thiết trùng trí. Vì sao? Vì chư pháp vô lượng vô số, như vậy làm sao một người có thể biết hết được? Phật an trú nơi mà hà bát nhã ba la mật đạt thật tướng pháp, thanh tịnh như hư không, cho nên dù có vô lượng vô số pháp, Ngài vẫn tự nói lên lời chân thật với chúng sanh rằng ta là bậc nhất thiết chủng trí để phá trừ hết thảy các mối nghi của chúng sanh. Bởi nhân duyên vậy, nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi năm, lại nữa có chúng sanh có thể độ được nhưng bị tà sư mê hoặc khiến phải bị chìm đắm trong tà pháp, chẳng sao vào được chánh đạo. Phật vì họ khởi đại bi tâm, dùng đại công đức trí huệ phá các tà kiến chấp dìu dắt họ vào Phật đạo. Phật vì họ thể hiện vô số các diệu lực công đức, như ở phẩm đầu kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật có nói, Phật nhập vào chánh định tam muội phương sau khi xuất định, Phật hiển dụng thiên nhãn quán khắp mười phương thế giới, các toàn thân từ đầu ngón chân đến tận nhục kế ở đỉnh đầu, phóng ra vạn ước quang minh kim sắc chiếu đến vô lượng vô biên hằng xa thế giới Phật. Phật hiển bày diệu lực như vậy để phá nghi, trừ chấp của chúng sanh, nhằm tuyên bày thật tướng của các pháp bởi nhân duyên vậy nên phật mới thuyết kinh ma bát nhã ba la mật này duyên khỏi sáu lại nữa có chúng sanh mê muội nói lời phỉ báng rằng phật chẳng có trí huệ siêu việt hơn người chỉ dùng viễn thuật mê hoặc thế gian mà thôi nhằm phá trừ lưới nghi mê muội ấy nên phật hiện vô lượng trí huệ thần lực và dạy chúng sanh rằng ta là đấng có vô lượng trí huệ thần lực các quý nhất trong ba cõi hằng cứu độ chúng sanh nếu chúng sanh nào khởi ác Thì sẽ bị nghiệp lực lôi cuốn vào đường ác Chúng sanh nào khởi thiện Sẽ được quả vị niết bàn Bởi nhân duyên vậy Nên Phật mới thuyết kinh Ma Hà Bát Nhã Ba La Mật này Duyên khởi bảy Lại nữa Phật muốn chúng sanh tín thọ tránh pháp Phật dạy rằng Ta là Phật Đại Sư Đầy đủ 10 Phật lực bốn vô úy Tự tại vô ngại diễn âm sư tử hống Chuyển bánh xe pháp ta là bậc tối thượng trong hết thảy các cõi bởi nhân duyên vậy nên phật mới thuyết kinh ma hà bát nhã ba la mật này duyên khởi tám lại nữa phật muốn chúng sanh được pháp hỷ phật dạy chúng sanh rằng các ngươi nên sanh tâm đại hoan hỷ vì sao vì các ngươi bị trói buộc trong lưới tả kiến còn ta dù cho bị bọn ác sư bùa lưới tả kiến để mê hoặc nhưng ta chẳng rơi vào các ác sự ấy Bằng giác ngộ ấy rất khó gặp này các người đã được duyên lành gặp ta thì ta sẽ tùy cơ nghi thuyết các pháp thập thâm để các ngươi tùy duyên thọ nhận bởi nhân duyên vậy nên phật mới thuyết kinh maha bát nhã ba la mật này duyên khởi chín lại nữa phật thương xót chúng sanh thường xuyên bị kết xử quấy nhiễu lại mang nặng các phiền não chướng khiến phải chịu chìm đắm trong bể khổ sinh tử từ đời vô thủy cho đến nay chẳng được cứu vớt lại còn bị các ác sư ngoại đạo được dối mê hoặc phật dạy chúng sanh rằng ta này xuất thế là bậc đại y vương đầy đủ các dược pháp ta chỉ bày cho các người biết tùy bệnh mà chọn thuốc để uống sẽ được lành bệnh được an lạc bởi nhân duyên vậy nên phật mới thuyết kinh maha bát nhã ba la mật này duyên khởi mười lại nữa có chúng sanh nghi rằng Phật cũng như người thường cũng sanh già bệnh chết, cũng chịu cảnh nóng lạnh đói khát như hết thảy mọi loài chúng sanh. Phật muốn đoạn nghi cho họ nên dạy rằng, thân Phật chẳng có thể nghĩ bàn được. Ta có thể thể hiện vô số vô lượng thân, các hàng trời người muốn suy lường về thân của ta, về âm thanh của ta chẳng thể thực hiện được ý định, huống nữa là muốn nghĩ bàn về trí hoại tam muội của ta. Như bài kệ thuyết, thật tướng của chư Pháp, các hàng phạm thiên vương hết thảy chư thiên giới mê muội chẳng nhận được pháp ấy rất thâm diệu chẳng ai thể suy lượng Phật xuất thế khai thị sáng tỏ như mặt trời lại như khi Phật truyền pháp Luân lần đầu tiên trừ bồ tát từ các cõi khác đến muốn đo lường thân Phật đã vượt hư không trải qua vô lượng cõi Phật đến tận quốc độ của Đức Phật Hoa Thượng mà vẫn còn trông thấy như bài kệ thuyết Hư không chẳng bà mé, công đức Phật cũng vậy Muốn đo lường Phật thân, lao nhọc chẳng đường được Vượt qua hư không giới, trải vô lượng cõi Phật Thấy thân Phật thích ca, vẫn thế chẳng gì khác Phật thân như kim sơn, tỏa chiếu muôn ánh sáng Đầy tướng hào trang nghiêm, như hoa xuân rong dài Thần Phật chẳng thể lường được, quang minh và âm thanh của Phật chẳng thể lường được Giờ ý định hoạ, cùng hết thảy công đức của Phật cũng đều như vậy cả như trong kinh Phật tích có trình bày đầy đủ Bởi nhân duyên vậy Nên Phật mới thuyết kịch Mà Hà Bát Nhã Ba La Mật này Duyên khởi 11 Lại nữa Đức Thế Tôn thị hiện đảng xanh đi bảy bước Rồi tuyên thuyết rằng Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn dệt nghĩa trong vũ trụ này chẳng gì bằng chân ngã Tiếp đó Ngài thuyết kệ Sau Ngài trở lại thần hài nhi bình thường Phó cho các dưỡng mẫu chăm sóc người nấng Thế nhưng thân Phật là vô lượng là cùng khắp Phật vì chúng sanh mà thị hiện thân phàm phu, từ khi sinh ra cho đến tuổi trưởng thành. Ngài cũng sinh hoạt như một người thường, cũng học đầy đủ các pháp thế gian. Phật hiện bày nhân pháp như vậy để chúng sanh tín nhận. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát mới sinh ra đã đi đứng nói năng được, thì người đời sẽ nghĩ rằng người như vậy chưa từng có ở thế gian, át phải là thiên long hay quỷ thần hiện ra thân vậy. Việc những việc người ấy làm chúng ta chẳng có thể làm được do nghi như vậy mà chúng sanh không mong cầu trở thành bậc thánh hiền cho nên đức Thế tôn từ nơi vườn lâm tỷ ni không đến ngay cội bồ đề để thành đấng vô thượng tránh giác mà ngày dùng phương tiện thị hiện thân hải nhi dần dần theo tuổi lớn lên thứ lớp học tập đầy đủ các môn văn học mỹ thuật nghệ thuật hưởng thụ đầy đủ các thú vui chơi theo nếp sống của hàng vương giả đương thời và một hôm trong khi dạo chơi bốn cửa thành, tình cờ thấy cảnh đau khổ của sanh giả bệnh chết, ngài quyết tâm lánh xa trần tục nửa đêm vượt thành xuất ra, tìm đạo giải thoát, ngài tìm đến đạo sĩ bạc già bà cùng thuốc khổ hạnh, rồi thị hiện làm đệ tử của các vị đại tiên nhân quất đà già và a la láng. Ngài thành tựu hết thảy các pháp tu của các vị này mà chẳng hề đắm nhiễm, tùy ngài có túc mạng thông nhớ biết được tiền kiếp, đã có thời theo Phật ca diếp hành đạo, nhưng Ngài vẫn thị hiện tu khổ hạnh suốt sáu năm trời. Tuy Ngài là vị chúa tể của cả ba ngàn đại thiên thế giới, nhưng Ngài vẫn thị hiện dẹp phá ma quân thành đạo vô thượng. Ngài đã tùy thuận thế gian mà hiện bày thế pháp như trên đây. Nay Ngài là hiện đại thần thông, đại trí lực, khiến chúng sanh thấy rõ thân Phật là biến khắc, chẳng ai có thể đường được, có thể nghĩ bàn được. Bởi nhân duyên vậy, nên Phật mới thuyết kinh Ma Hà Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi 12, lại nữa Phật muốn phá trừ hai chấp đoạn và thường của chúng sanh, đưa chúng sanh vào trung đạo. Bởi nhân duyên vậy, nên Phật mới thuyết kinh Ma Hà Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi 13, lại nữa Phật muốn chúng sanh phân biệt rõ sanh thân và pháp thân, quả và báo và cúng dường. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Ma Hà Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi 14, lại nữa, Phật muốn chúng sanh thấu rõ về A Bệ Bạc Trí và tướng của A Bệ Bạc Trí, thấy rõ huyễn sự và ma sự. Bởi nhân duyên vậy, nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này, duyên khỏi 15. Lại nữa, vì nhân duyên cúng dường Bát Nhã Ba La Mật của chúng sanh ở đời sau, mà Phật muốn thọ ký cho cả ba thừa, như lời Phật dạy Ngài A Nan rằng, sau khi ta nhập Niết Bàn, kinh này sẽ chuyển đến phương Nam, từ phương Nam sẽ chuyển đến phương Tây, rồi 500 năm sau đó sẽ chuyển đến phương Bắc. Ở phương Bắc sẽ có các thiện nam thiện nữ đem tài vật, hương hoa anh lạc trang phan bảo cái để cúng dường bát nhã ba la mật này. Lại có người tự mình viết chép hoặc khuyên người khác viết chép, hoặc chỉ tụng tín thọ tránh ức niệm, như pháp tu hành hoặc diễn nói khai thị cho người khác nghe phải nên biết các thiện nam thiện nữ này sẽ hưởng thọ đủ các lạc thú thế gian và cuối cùng sẽ được ba thừa đạo quả, sẽ được vào vô dư niết bàn. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. truyền khởi 16, lại nữa Phật muốn thuyết giảng về tướng của đệ nhất nghĩa tất đàn. Bởi nhân duyên này nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này có bốn thứ tất đàn đó là một thế giới tất đàn hai vị nhân tất đàn ba đối trị tất đàn bốn đệ nhất nghĩa tất đàn trong bốn tất đàn này tổng nhất 12 bộ kinh gồm tám bốn trăm pháp tạng tất cả đều là chân thật pháp chẳng có gì trái ngược nhau sợ dạ dĩ trong phật pháp nói có bốn tất đàn và nói cả bốn tất đàn đều như thật có là nhằm đối trị mọi sự nhận định của chúng sanh ở bốn phạm trù riêng biệt vậy một thế giới tất đàn hỏi vì sao có thế giới tất đàn đáp vì thế giới do các pháp duyên hợp mà có ví như cái xe do thùng xe bánh xe trục xe căm xe vân vân hòa hợp mà có cũng như vậy con người có năm ấm duyên hợp mà thành nếu thế giới tất đàn là không cần thiết thì phật đã không nói rằng ta dùng thiên nhãn thanh tịnh thấy chúng sanh theo các nghiệp thiện ác chết đây sanh kia chịu các nghiệp báo kẻ có thiện nghiệp thì sanh về cõi trời có người kẻ tạo ác nghiệp thì đoạn vào ba đường dữ. Lại nữa kinh nói một bậc thánh nhân xuất thế khiến nhiều người được nhờ ơn phước lạc, vì như Đức Phật ra đời làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Kinh Pháp Cú nói thần tự cứu thần, kẻ khác chẳng làm sao cứu thần được. tự mình thực hành các thiện hạnh mới tự cứu mình được vậy. Kinh Bình Sa Vương ghi lời Phật dạy rằng. Người chẳng chịu nghe Pháp là người thường hay chấp ngã. Kinh Niết Bàn khi lời Phật dạy rằng, từ đêm thành đạo đến khi nhập Niết Bàn, tất cả những lời Phật dạy trong khoảng thời gian đó đều là chân thật, không điên đảo. Hỏi, nếu không có ngã, không có chúng sanh, thì sao Phật lại nói ta dùng thiên nhãn thấy chúng sanh? Lại nữa, nếu nói chỉ có đệ nhất nghĩa tất đàn mới là chân thật, thì các tất đàn khác đều chẳng thật có hay sao? Đáp chẳng phải như vậy, tất cả bốn tất đàn đều là chân thật, đều là như như pháp tánh thật tế cả. Thế giới, người, vật, vân vân có thể được xét như sau. Xét về tánh thì thế giới tất đàn nói là không, còn đệ nhất nghĩa tất đàn nói là có. Xét về tướng thì thế giới tất đàn nói là có, còn đệ nhất nghĩa tất đàn nói là không. Hỏi vì sao nói như vậy? Đáp, người do duyên năm ấm hòa hợp nên có cũng như vậy sữa do duyên hòa hợp của sắc thanh hương vị xúc mà có vậy sữa chẳng có thể tự có được nhưng nếu đã có sữa thì các duyên hòa hợp tạo ra sữa cũng phải có do có dành có tướng cho nên thế giới tất đà nó là có vậy hai vị nhân tất đà hỏi tâm hạnh của mỗi người mỗi khác có người thoạt nghe thuyết pháp đã hiểu ngay có người nghe đi nghe lại nhiều lần mà vẫn chẳng hiểu gì cả như trong kinh đã nói, do tạp báo mà có tạp sanh ở thế gian, dẫn đến có tạp xúc tạp thọ. Vậy nên đối với mỗi người, phải tùy theo căn cơ của họ mà nói cho họ nghe thì họ mới hít họ nhận được pháp. Lại nữa, trong kinh phá quần tà, có ghi trường hợp một người đến hỏi Phật, Bạch Thế Tôn, ai là người phải thọ quả báo? Được Phật trả lời rằng, chẳng có ai xúc, cũng chẳng có ai thọ. Hai vấn đề vừa nêu trên đây, có gì trái ngược nhau chăng? Đáp, trước là vì có hạng người chẳng tin có đời sau, chẳng tin có tội phước, khiến phải rơi về chấp đoạn. Phật muốn đoạn nghi cho họ và muốn nhổ tận gốc đoạn kiến nên mới dạy. Do tạp nghiệp báo mà có tạp sanh ở thế gian này dẫn đến có tạp xuất tạp thọ. Sau là vì hạng người chấp tham chấp ngã và ngã sở khiến phải rơi vào thừa kiến. Vậy nên khi có người đến hỏi Phật ai thọ quả báo, thì Phật trả lời dứt khoát rằng chẳng có ai xúc, chẳng có ai thọ. Vì sao? Vì nếu họ nghe nói có người giúp, có người thọ, thì họ rơi ngay vào thường kiến và ngã kiến vậy. Các lối nói phân biệt tùy theo từng đối tượng như vậy, gọi là vị nhân tất đàn. Bà đối trị tất đàn, hỏi sao gọi là đối trị tất đàn, pháp đối trị thì có mà thật tánh thì không. Ví như các món ăn, hoặc các cây cỏ thuốc nồng cay mặn, vân vân đối với các bệnh phong thấp bại ruội có thể là những phương thuốc hay mà đối với nhiều bệnh khác thì chẳng phải như vậy các món ăn hoặc các cây cỏ thuốc có chất đắng chua vân vân đối với các bệnh lạnh thì có thể là những phương thuốc hay mà đối với nhiều bệnh khác thì chẳng phải như vậy dùng Phật pháp để trị tâm bệnh của chúng sanh cũng tương tự như vậy vì như quán bất tịnh là pháp hữu hiệu nhất để đối trị bệnh tham dục nặng nề Nhưng pháp quán này chẳng có thể đối trị được bệnh sân nhuế Vì sao? Đối với hạng người này, pháp quán bất tịnh chỉ làm tăng thêm lửa sân mà thôi Đối với họ phải dùng từ tâm mới đối trị được Quán tử bi là phương pháp hữu hiệu nhất để đối trị được bệnh sân nhuế Nhưng pháp quán này chẳng có thể đối trị được bệnh tham dục vì sao? Vì người tham dục mong cầu sự tốt đẹp mà pháp quán này chỉ làm cho sự tham dục càng thêm tăng trưởng. Pháp nhân duyên là phương pháp hữu hiệu nhất để đối trị bệnh ngu si, nhưng pháp quán này chẳng có thể đối trị được các bệnh tham dục sân nhuế. Vì sao? Vì khi quán như vậy, các hợp hạng người này dễ sanh tà kiến, mà tà kiến tức là ngu si vậy. Hỏi, trong pháp Phật thì pháp nhân duyên là pháp thậm thâm, như lời phật dạy ngày an nan pháp nhân duyên khó thấy khó hiểu khó tỏ ngộ khó quán sát như vậy người trí mới thấy rõ được kẻ ngu làm sao có thể hiểu được đối với hạng người này thì những pháp thông thường còn chưa hiểu nổi huống nữa là pháp nhân duyên quá cao sâu làm sao có thể hiểu được này vì sao lại nói người ngu si nên quán pháp nhân duyên đáp hạng người này chẳng phải ngu si như bò trâu dây ngựa mà chỉ vì họ bị vô minh ngăn che tâm trí nên khởi sanh đủ thứ tà kiến chấp nếu họ quán được pháp nhân duyên thì họ sẽ cởi bỏ được tà tâm vậy nên pháp quán này là thiện pháp đối trị bệnh ngu si đối với hạng người nhiều sân nhuế và tham dục thì pháp quán này chẳng phải là pháp đối trị hay chỉ có quán từ bi mới trừ được độc hại của bệnh sân nhuế cũng như quán bất tịnh mới nhổ được tận gốc rễ căn bệnh tham dục lại nữa, có người điên đảo rơi về thường kiến Chẳng biết sự tương sanh tương lập giữa các pháp Thì phải nên dạy họ quán vô thường Đây là đối trị tất đàn Chẳng phải đệ nhất nghĩa tất đàn Vì sao? Vì hết thải pháp đều tự tánh không Như bài kệ thuyết Vô thường nhận là thường Ấy gọi là điên đảo Tánh không chẳng phải thường Cũng chẳng phải vô thường Hỏi hết thải pháp hữu vi Đều mang tướng vô thường Như vậy là đệ nhất nghĩa chăng? Lại nữa hết thảy các pháp hữu vi đều có bốn tướng sanh chú dị diệt. Như vậy vô thường là thật, vì sao nói vô thường chẳng phải là thật? Đáp, pháp hữu vi chẳng có bốn tướng ấy vì cả bốn tướng ấy đều không có thật. Vì sao? Nếu sanh chú dị diệt là tướng của pháp hữu vi thì ở nơi sanh cũng phải có cả bốn tướng ấy, dẫn đến nơi chú, nơi dị, nơi diệt cũng phải có cả bốn tướng ấy. Như vậy là quả, quả là vô cùng vô tận lại nữa nếu pháp hữu vi có bốn tướng sanh chú dị diệt và mỗi một trong bốn tướng ấy cũng có cả bốn tướng ấy thì cũng chẳng nên nói pháp hữu vi là thật có vì sao vì thật tướng của pháp hữu vi cũng là không bởi vậy nên nói pháp hữu vi là vô thường chẳng phải là đệ nhất nghĩa tất đàn vậy lại nữa nếu hết thảy pháp tánh đều là vô thường thì chẳng có nghiệp báo hiện hành vì sao vì vô thường là sanh diệt mà đã là xanh diệt thì tự như hạt giống đã bị hư thối, chẳng sao xanh được cây được quả, vậy nên chẳng có hành nghiệp cũng chẳng có quả báo được. Này hết thầy chư hiền thánh đều nói đến quả báo và chư thiện tri thức đều tín thọ, nên phải biết các pháp chẳng phải tánh vô thường vậy. Do được vô lượng duyên tạo tác mà các pháp hữu vi có bốn tướng xanh chú dị diệt, nói các pháp hữu vi là vô thường, là khổ là không là vô ngã đều như vậy cả do đối trị tất đàn mà phân biệt ra có các tướng sai khác bốn đệ nhất nghĩa tất đàn hỏi sao gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn đáp tất cả các luận nghị ngôn ngữ thật pháp cũng như phi pháp đều có thể phân biệt có thể phá tán chỉ riêng trần thật của phật của bồ tát của bích tri phật của a la hán là chẳng có thể phá tán được mà thôi bởi vậy nên những gì mà ba tất đàn nêu trên không thông suốt được thì đệ nhất nghĩa tất đàn đều thông suốt được cả Hỏi sao gọi là thông suốt Đã thông suốt là vượt ra mọi lỗi lầm Chẳng thể đổi thay Chẳng có gì hơn được Vì sao Vì đệ nhất nghĩa tất đàn Chẳng thể bị phá hoại Chẳng thể làm biến đổi được Trong khi đó thì các tất đàn khác Đều bị phá hoại Đều bị biến đổi như bài kệ thuyết Kiến chấp nơi các pháp Ý luận khởi cạnh tranh Biết vậy thật biết pháp Không biết là bán pháp Chẳng dung pháp của người Ấy là kẻ vô trí y nơi từ kiến pháp khỏi sanh các luận giải đối với bậc tịnh trí chẳng gì mà chẳng tịnh trong bài kệ trên đây phật thuyết về tướng của đệ nhất nghĩa tất đàn hàm ý nghĩa ở thế gian chúng sanh thường khỏi các kiến chấp lại tự y theo luận giải của riêng mình nên thường khỏi cạnh tranh chúng sanh đâu có biết rằng gốc của tất cả hí luận đều ở nơi kiến chấp như bài kệ thuyết hí luận sanh do vì thọ pháp pháp chẳng thọ luận chẳng giấy xanh, có thọ không thọ đều kiến chấp, biết vậy rồi mọi chấp tiêu trừ. Nếu hành giả biết rõ như vậy thì đối với mọi pháp, mọi thuyết, mọi lý luận cũng đều chẳng lãnh thọ, chẳng kiến chấp, chẳng bảo thủ ý kiến riêng của mình, do vậy mà chẳng cùng người khác khởi cạnh tranh, biết như vậy là như thật biết, vị cam lộ của pháp Phật nếu chẳng biết như vậy là hủy báng pháp. Nếu chẳng thọ nhận pháp của người khác hoặc chẳng hay biết đến thì đó là người vô trí bởi vậy nên những ai khỏi tranh luận cũng đều là vô trí cả vì sao vì ai cũng cho pháp của mình là trận thật bậc nhất pháp của người là vọng ngữ là không đứng đắn đó là cội gốc của sự đấu tranh tương tục không ngừng nghỉ ví như luật pháp thế gian bàn hành những hình phạt độc ác như tra khảo chém giết nhằm trừng trị những kẻ phạm tội Người thế tục cho đó là đúng là tịnh Còn người tu hành thì cho đó là xấu ác là bất tịnh Lại nữa người xuất gia ngoại đạo Tin ở phép tu khổ hạnh của mình là đúng Các pháp tu khác đều là si pháp cả Hàng bạch y bà la môn Cũng cho pháp của mình là diệu pháp Còn các pháp khác chỉ là vọng ngữ Lại nữa sau khi Phật nhập Niết Bàn các tỳ kheo Do không có cùng quan điểm với nhau về một số vấn đề đã chia thành nhiều bộ phái tranh luận với nhau kéo dài hàng thế kỷ chỉ nói trên quan điểm về xác thân của con người cũng đã có nhiều sai khác có nhóm cho rằng con người do bốn đại duyên hợp tạo thành có nhóm thì cho rằng con người do năm ấm duyên hợp tạo thành có nhóm thì cho rằng con người chẳng ngoài năm ấm năm ấm chẳng ngoài con người không thể nói năm ấm là con người ngoài năm ấm có con người vì con người được xếp vào tạng thứ năm, chẳng nhiếp vào pháp tạng nên là bất khả thuyết chẳng thể dùng lời nói lên được. Có nhóm cho rằng, trong mọi sự việc, ở mọi thời, nơi mọi pháp môn chẳng sao tìm được ngã, vì ngã ví như lông rùa rừng thỏ chẳng sao có được. Có nhóm cho rằng, năm ấm 12 nhập 18 giới là thật có, mà ở trong đó vẫn chẳng sao tìm được ngã. Có nhóm lại cho rằng hết thảy pháp chẳng có sanh chẳng có diệt nên chẳng có gì hết hết thảy pháp phật đều ví như lông rùa sừng thỏ là thường không vậy tóm lại hết thảy hàng luận nghị đều suy nghĩ theo ý riêng của mình chẳng ai muốn nghe pháp của người khác ai cũng muốn tự cho pháp của mình là thật pháp của người là vọng để rồi tự thọ lãnh và tu hành pháp riêng của mình chẳng hề quan tâm đến pháp của người khác đó là lỗi lầm lớn của hàng nghị luận vậy các bậc tu hành khi đã đến chỗ rốt giáo thanh tịnh đã rõ được đệ nhất nghĩa rồi thì trong hết thảy các pháp chẳng thấy có pháp nào là chẳng thanh tịnh cả hỏi nếu nói hết thảy các kiến chấp đều lầm lỗi thì sao lại nói đệ nhất nghĩa tất đàn là đúng đáp hết thảy các ngũ ngôn hết thảy các tướng tâm đều diệt đều chẳng có chỗ sở y bởi vậy nên hết thảy pháp chẳng thị hiện chẳng có trước cũng chẳng có sau chẳng có thành cũng chẳng có hoạn như vậy là đệ nhất nghĩa tất đàn như bài kệ thuyết nói năng bạt dứt tâm hành cũng không chẳng sanh chẳng diệt như pháp niết bàn nói có hành xứ là thế giới pháp nói không hành xứ là đệ nhất nghĩa hết thảy đều thật hết thảy không thật và hết thảy thật cũng là không thật hết thảy không thật chẳng phải không thật ấy thật tướng pháp thật tướng vô tướng đệ nhất nghĩa tất đàn được nói trong các kinh mà hà diễn là như vậy nghĩa lý quá sâu xa rất khó thấy, rất khó giải. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Duyên khởi 17 Lại nữa Phật muốn hàng đại luận sư như Phạm Chí Trường Trảo, một vị Phạm Chí có móng tay dài, dành tín tâm thanh tịnh đối với Phật Pháp. Bởi nhân duyên vậy nên Phật mới thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Trong kinh còn nói, phạm trí trường trào cùng với một số vị đại luận sư ở cõi diêm phù đà cho rằng hết thảy của luận thuyết đều có thể phá hết thảy các lời đều có thể hoại mọi thủ chấp đều có thể bị lay truyền vậy nên chẳng có pháp nào đáng tin tưởng chẳng có người nào đáng tôn kính trong kinh xá lợi phất bản mà có chép về vị phạm trí này như sau ông là cậu của ngài xá lợi phất tên là câu hy la vào một hôm câu hy la luận nghị với chị là bà xá lợi nhưng chẳng sao có thể bị kịp. Ông bèn nghĩ rằng đây chẳng phải do sức của chị ta, át phải có một đại trí giả gá và bào thai của chị ta, gửi lời qua trung gian của mẹ, việc này chưa xanh mà đã như vậy rồi, át về sau sẽ là một bậc có trí huệ đại siêu quần. Suy nghĩ như vậy rồi ông sanh tâm kiêu mạ tật đố, nên liền hà quyết tâm xuất ra làm phạm trí, để được học thuật nhiều các kinh thơ loạn nghĩa ông tìm đếm xứ nam trúc tham cứu kinh thơ có người hỏi ông muốn học những kinh gì ông không chút ngần ngại đáp rằng ta muốn học đủ cả 18 bộ kinh lại có người nói với ông rằng suốt một đời người học cho thông suốt một bộ kinh còn khó, huống nữa là học đủ 18 bộ kinh. Mặc dù nghe như vậy, ông vẫn không sợ lòng và phát thệ rằng ta đã bị người làm nhục nên ta quyết chẳng cắt móng tay. Ta quyết tâm học thông suốt hết cả 18 bộ kinh. Để ngoài thấy ông để móng tay dài nên gọi ông là Phạm Chí Trường Trào. Trường Trào dồn hết nghị lực, học thông suốt hết cả 18 bộ kinh rồi dùng trí huệ phá các luận nghĩa của các luận sư đương thời. Mỗi hôm trường trào trở về quê cũ, hỏi thăm tin tức về bà chị, có người nghe ông hỏi, chị ta sanh rồi, nay ở đâu? Điền trả lời, con trai của chị ông, khi mình vừa 8 tuổi đã thông suốt hết các kinh thơ, đến năm 16 tuổi đã luận nghĩa vô ngại thắng hết các luận sư danh tiếng, hiện nay có mình đạo nhân tên là Cù Đàm, thuộc dòng họ thích, thu nhận con của chị ông làm đệ tử trường trào nghe xong liền giấy tâm kêu mạn chẳng tin sự việc có thể xảy ra như vậy bèn nói với người kia rằng con của chị ta thông minh suốt chúng như vậy đạo nhân cổ đàm đã dùng tà thuật gì mà dụ dỗ cháu của ta cạo đầu làm đệ tử nói xong ông liền đi đến chỗ phật để hỏi cho giả lẽ lúc bấy giờ ngài Xá lại phất vừa mới thọ giới được nửa tháng đang đứng hầu bên phật trường trào nghe phật hỏi thăm liền ngồi xuống một bên giấy niệm rằng trí huệ của ta ví như biển cả mênh mông có công năng phá được hết thảy các luận nghị ta hãy hỏi thử xem đạo nhân cổ đàm đã dùng luận nghị gì mà thu phục được con của chị ta làm đệ tử suy nghĩ như vậy rồi ông bèn nói với phật rằng này ông cổ đàm hết thảy pháp ta đều chẳng thọ ý ông nghĩ sao phật đáp hết thảy pháp ngươi đều chẳng thọ như vậy ngươi có thọ kiến chấp ấy không lúc bấy giờ trường trả như con ngựa tốt Vừa thấy bóng roi liền chạy về đúng đường, ông liền xả bỏ tâm kiêu mạn, cúi đầu suy nghĩ, đã nói chẳng thọ hết thải pháp thì làm sao ta thọ kiến chấp ấy được. Nghĩ như vậy rồi, ông liền nói với Phật rằng: "Này ông cổ đàm, hết thải pháp ta đều chẳng thọ, kể luôn cả kiến chấp ấy ta cũng chẳng thọ." Phật dạy: "Ngươi nói hết thảy các pháp ngươi đều chẳng thọ, đến kiến chấp chẳng thọ đó, ngươi cũng chẳng thọ luôn, như vậy có khác đâu mà ngươi sanh kiêu mạn?" trường trào biết mình tự mâu thuẫn với chính mình sanh tâm cung kính phật và tự nghĩ rằng ta rời vào chỗ mâu thuẫn rồi phật chẳng vạch trần chỗ mâu thuẫn nơi ý nghĩ của ta phật cũng chẳng nói gì trái với ý nghĩ của ta cả thế mới biết tâm phật thật nhu nhuyến thanh tịnh hết thảy ngôn ngữ luận nghị đều diệt mới là đại thâm pháp là pháp thanh tịnh bậc nhất chẳng lỗi lầm trường trào rõ biết phật thuyết pháp chỉ nhằm đại tả kiến cho riêng mình nên đang ngồi tại chỗ mà ông đã xa lìa được trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh ngày lúc ấy ngài xá lợi phất thoát nghe lời phật dạy như vậy để chứng quả a la hán nếu phạm trí trường trào chẳng được nghe khí phần bát nhã ba la mật là pháp đẹp nhất nghĩa thì một chút lòng tin cũng chẳng thể có được huống nữa là được đạo quả của bậc xuất thế phật muốn diệu sát các đại luận sư cần lợi thượng trí như ông phạm trí trường trào nên mới thuyết kinh mà hà bát nhã ba la mật này Duyên khởi 18 Lại nữa chư Phật có hai lối thuyết pháp là một Quán tâm chúng sanh mà thuyết pháp hai Quán các tướng mà thuyết pháp Này Phật muốn cho chúng sanh thấy rõ thời tướng của các pháp Như ở phẩm vấn tướng Phẩm thứ 49 của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Khi các chư thiền hỏi Phật Bát nhã ba la mật rất sâu xa, như vậy làm sao mà có thể biết được tướng của bát nhã ba la mật? Phật liền dạy rằng, này các thiên tử, không tướng, vô tướng tướng, vô tác tướng, vô sanh tướng, vô diệt tướng, vô tịnh tướng, vô cấu tướng, vô hành tướng, vô sở hữu tướng, như hư không tướng, vân vân đều là tướng của bát nhã ba la mật. Bởi nhân duyên vậy nên phải thuyết kinh ma hà bát nhã ba la mật này. Duyên khỏi 19, lại nữa cũng có hai đối thuyết pháp là một thuyết pháp có tranh cãi, hai thuyết pháp không có tranh cãi nói có tướng hay không có tướng, có vật hay không có vật, có chỗ y cứ hay không có chỗ y cứ, có thế giới hay không có thế giới dẫn đến có mê, có ngộ, có chúng sanh, có phật vân vân đều thuộc về lối thuyết pháp có tranh cãi vì có đối đãi vậy. Này Phật muốn thuyết minh lối thuyết không có tranh cãi, bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này. Hỏi Phật là đấng đại từ đại bi, chỉ thuyết những pháp không có tranh cãi, vì sao Phật cũng có thuyết những pháp có tranh cãi? Đã các pháp không tranh cãi đều là vô tướng thường vắng lặng Nên chẳng có thể dùng lời nói mà diễn bày được Các pháp bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí huệ Cũng như các pháp vô thường khổ không vô ngã vân vân Đều vắng lặng chẳng có hí luận Người lợi căn thượng trí nghe xong liền hiểu ý Phật Nên chẳng khởi tranh cãi Người độn căn thiểu trí vì chẳng hiểu được ý Phật nên sanh chấp tướng, rồi từ đó khởi tranh cãi. Bát nhã ba la mật là pháp rốt giáo nên chẳng có tranh cãi. Vì sao? Vì đã là rốt giáo thì chẳng còn có đối đãi nên chẳng ý cứ vào đâu để khởi tranh cãi. Lại nữa đã là rốt giáo thì có và không đều vắng lặng. Bởi nhân duyên vậy nên phải thuyết kinh Maha Bát nhã ba la mật này. Duyên khởi 20 Lại nữa trong kinh thường nói về ba lối thuyết pháp đó là một thuyết về pháp thiện hai thuyết về pháp bất thiện ba thuyết về pháp vô ký nay phật muốn thuyết về pháp không chẳng phải thiện chẳng phải bất thiện cũng chẳng phải vô ký nên mới thuyết kinh bát nhã ba la mật này khi thuyết về các pháp hữu học pháp vô học pháp kiến đế các pháp thượng trung hạ của vô lượng các pháp khác đều phải dùng ba lối thuyết pháp nêu trên đây ví như khi thuyết tứ niệm xứ cho hàng thanh văn phật chỉ nhằm dạy các tỷ kheo quán thần bất tịnh để đối trị với bệnh tham dục trái lại khi thuyết giảng tứ niệm xứ cho hàng bồ tát thì phật lại dùng trí huệ bát nhã để quán nội thần bất tịnh mà vẫn chẳng sanh giác quán bồ tát quán nội thần bất tịnh mà không sanh giác quán là việc rất khó làm nhưng người tu hạnh bồ tát phải hạ quyết tâm làm cho được cũng như vậy bồ tát quán ngoại thân nội ngoại thân mà ở nơi thân vẫn chẳng sanh giác quán tức là bất khả đắc thân bởi vậy nên bồ tát được vô sở đắc đối với ba niệm xứ kia cũng đều như vậy nói rộng tu bốn tránh cần bốn như ý túc cùng tất cả các pháp môn khác cũng đều như vậy cả lại nữa trong các kinh thường nói năm ấm là vô thường là khổ là không là vô ngã thế nhưng trong kinh bát nhã ba la mật Phật lại dạy Ngài Tu Bồ Đề rằng Bồ Tát quán sát là thường mà chẳng hành sắc thường mới là hành bát nhã ba la mật. Quán thọ tưởng hành thức là thường mà chẳng hành thọ tưởng hành thức thường là hành bát nhã ba la mật. Dẫn đến quán sát là vô thường mà chẳng hành vô thường vân vân mới là hành bát nhã ba la mật. Nói rộng cho đến vô lượng pháp môn cũng đều như vậy cả. Bởi nhân duyên vậy nên Phật Thuyết Kinh Hà Bát Nhã Ba La Mật này nghĩa bát nhã ba la mật vô cùng vô tận lý duyên khởi cũng vô lượng vô biên này chỉ lược thuyết một số lý duyên khởi đủ để dẫn nhập vào bộ luận này phẩm thứ nhất phẩm tự nói về nghĩa như thị ngã văn nhất thời như vậy tôi nghe một thời kinh như vậy tôi nghe một thời luận hỏi vì sao tất cả các kinh Phật đều mở đầu bằng hai chữ như vậy? đáp Phật Pháp mênh mông như biển cả. Phải có tín tâm mới vào được biển Phật Pháp. Có tín tâm mới sanh tín lực giúp hành giả vượt qua mọi khó khăn thử thách. Tinh tấn tu học thẳng tiến trên đường hành đạo. Như vậy, đặt ở ngay đầu mỗi quyển kinh, khẳng định lòng tin sâu dày của các bậc kết tập kinh điển đối với lời Phật dạy. Người có tín tâm thanh tịnh mới vào được biển Phật Pháp, Người không có tín tâm thì chẳng sao được như vậy Ví như da trầu đã được thuộc rồi trở nên mềm mại dễ uốn nắn Cũng như vậy, hành giả nếu được trang bị tín tâm thanh tịnh Sẽ vận hành pháp Phật một cách mềm mại nhu nhuyến Phật dạy, ví như người có đầy đủ hai tay Nếu vào được trong núi báu sẽ tha hồ liệu nhạt các vật báu Còn người mất cả hai tay thì dù có vào được cũng chẳng liệu nhạt được gì cả Cũng như vậy, Hành giả có tín tâm thanh tịnh nếu vào được trong núi báu Phật pháp sẽ được tự tại thọ lãnh vô lậu căn, vô lậu lực, thiền định trí huệ vân vân. Người không có tín tâm chẳng bao giờ được như vậy. Trên đây Phật mật ý dạy rằng người có tín tâm mới vào được trong biển Phật pháp mênh mông của Như Lai, xứng đáng được gọi là Sa môn mà không uổng công cạo đầu nhuộm y vậy. Trái lại người không có tín căn thì dù có cạo đầu nhựa bi cũng chẳng sao vào được biển Phật Pháp. Chỉ ví như cây khô chẳng sao có thể đâm chồi nảy lọc, đâm hoa kết quả được vậy. Lại nữa, Phật Pháp thậm thâm vi diệu, nếu không có tín can tín lực thì chẳng có thể mong thấu rõ được. Khi Phạm Thiên Vương thỉnh Phật chuyển Pháp Luân có bài kệ để bạch Phật rằng Chúng sanh cõi diêm phù, hành nhiều Pháp bất thiện, xin mở lối cam lồ, chỉ bày đạo thanh tịnh. Phật dụng cải đáp lại rằng Pháp ta rất khó được nếu chẳng đoạn kiết sử còn đắm chấp ba cõi chẳng sao thấu rõ được Lúc bấy giờ Phạm Thiên Vương bạch Phật Bạch Thế Tôn căn trí của chúng sanh trong thế gian có ba hạng thượng trung và hạ có chúng sanh thiện tâm mềm mại có chúng sanh trực tâm như hòa những chúng sanh như vậy có thể được độ thoát nhưng nếu họ chẳng nghe được chánh pháp thì vẫn có thể bị đọa vào ba đường dữ Ví như trong ao sen, có hoa đã ló lên khỏi mặt nước, có hoa còn ở dưới nước, nhưng nếu chẳng có ánh sáng mặt trời, thì các hoa sen ấy chẳng bao giờ nở ra được. Phật như ánh sáng mặt trời, cố xin phải thương xót chúng sanh để họ thuyết pháp. Y theo hạnh nguyện của chính mình cũng như của chư Phật trong quá khứ, Phật đã nhận lời thỉnh nguyện của chư tiên mà truyền pháp luân và thuyết cậy rằng, khai mở đạo cam lồ, giao niềm tin hoan hỷ có ý diêm phù chuyển pháp an lạc cả muôn loài trong bài kệ trên đây phật chỉ nói riêng về những người có tín tâm thanh tịnh hoan hỷ và trong biển phật pháp mà không nói đến những hạng người khác trên đây phật mật ý nói phật pháp thậm thâm vi diệu hành giả trước hết phải tự trang bị cho mình một lòng tin vững chắc mới có thể vào được dù có đa văn dù tinh cần hành bố thí chỉ giới nhẫn nhục thiền định vân vân nhưng nếu hành giả chưa có đầy đủ tín lực thì cũng khó có thể vào được như bài kệ thuyết người thế gian tâm động chẳng khéo tu nhân phước đắm chấp quả phước báo cầu báo chẳng cầu diệt lại do nghe tà pháp tâm chấp quả sâu dày pháp ta rất thậm thâm chẳng tin sao hiểu được hai chữ như vậy mang ý nghĩa người trực tín mới có thể nghe pháp nếu chẳng có tín lực thành tịnh thì chẳng sao có thể hiểu được lời Phật dạy như bài kệ thuyết cầu nghe pháp như khát cầu uống nhất tâm tìm hiểu nghĩa lời kinh tinh tấn nghe với tâm hoan hỉ người như vậy nên vì họ thuyết hai chữ như vậy còn mang ý nghĩa người nghe Phật pháp được nhiều lợi ích ở đời này và cả đời sau lợi ích được quà niết bàn an lạc cùng các lợi ích khác đều căn bản nơi tín căn vì có tín căn mới danh tín lực mở đường dẫn vào đạo lại nữa hết thảy hàng xuất gia ngoại đạo đều tự cho pháp của mình là đệ nhất thanh tịnh nên hủy báng pháp của người khác bởi vậy ở hiện đời khởi đấu tranh khiến đời sau phải đoạn địa ngục thọ vô lượng khổ đau như bài kệ thuyết người sai đám pháp mình hủy báng pháp của người dù giữ gìn giới hạnh chẳng thoát khổ địa ngục phật pháp giả ly ái chấp cùng các kiến chấp khác đã trừ hết các kiết sử chẳng có tham sân si chẳng có kiêu mạn bởi vậy nên bậc chân thu bậc chân tu chẳng thấy có gì để đắm trước cả trong kinh phật có dạy pháp của ta ví như chiếc thuyền để đưa người qua sông khi đã qua được bờ bên kia rồi thì chẳng cần thuyền làm gì nữa cũng như vậy khi hành giả đã qua đến bờ giác rồi thì thiện pháp cũng giả hà huống là phi pháp bước đầu vào Phật pháp là như vậy hành giả phải như vậy y chỉ nên là dạy của Đức Thế Tôn đệ tử của ta chẳng có ái phát chẳng có nhiễm pháp, chẳng bị pháp trói buộc chẳng khởi hí luận chẳng khởi đấu tranh mà chỉ mong được lìa khổ được giải thoát trong kinh có nêu trường hợp ma kiền đề dùng kệ bạch Phật quyết định chấp các pháp này sai nhiều vọng tưởng nhưng bỏ trong lẫn ngoài làm sao được vào đạo Phật dùng kệ đáp lại rằng Chẳng phải do thấy nghe, chẳng phải do chỉ giới Chẳng phải chẳng thấy nghe, chẳng phải chẳng chỉ giới Xả sạch các luận ấy, xả luôn ngã ngã sở Chẳng chấp đắm tướng Pháp mới rõ thông đạo màu Mà kiền đề dùng kệ hỏi Phật Nếu chẳng phải thấy nghe, cũng chẳng do chỉ giới Chẳng phải chẳng thấy nghe, chẳng phải chẳng chỉ giới Như tầm còn quan sát, Pháp công được đạo sao Phật lại dùng kệ đáp Người y theo tà kiến trói mình trong si đạo, chẳng nhận ra vọng tưởng mới nói chỉ pháp câm. Lại nữa, người thế gian thường nghĩ pháp của mình là chân thật, pháp của người là vọng ngữ, pháp của mình là bậc nhất, pháp của người là hạ tiện. Bao nhiêu luận nghị tương tạo như vậy là đầu mối của đấu tranh. Hai chữ như vậy mang ý nghĩa phải pháp vốn là vô tránh, chẳng phải là mầm mống của đấu tranh. Khi nghe người khác nói pháp của họ, phải nghĩ rằng họ nói pháp như vậy chẳng có lỗi gì vì họ nghĩ như vậy nói tóm lại kinh mở đầu bằng hai chữ như vậy là như vậy hỏi trong phật pháp nói tất cả đều không tất cả đều vô ngã như vậy vì sao kinh phật lại bắt đầu bằng câu như vậy tôi nghe một thời đáp các vị đại đệ tử của phật tuy biết rõ hết thảy các pháp đều vô ngã nhưng phải tùy thuận thế gian mà nói đến ngã thế như ngã nơi đây chẳng phải là trần ngã Ví như đem tiền vàng đổi lấy thành tiền đồng, chẳng ai chê cười cả. Vì sao? Vì pháp trao đổi qua lại là như vậy đó. Như trong kinh thiền vấn có bài kệ thuyết rằng A-la-hán tỳ kheo đã dứt trừ lậu hoặc ở nơi tối hậu thân tự xưng ta được chăng? Phật dùng kệ đáp A-la-hán tỳ kheo đã dứt trừ lậu hoặc ở nơi tối hậu thân có thể tự xưng ta. Trong pháp giới, khi nói đến ngã, chẳng nên hiểu theo đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì đối với các pháp vô thường khổ không vô ngã mà phải tùy thuận thế tục nói là có ngã, thì cũng chẳng có lỗi gì cả. Ngôn ngữ thế gian dựa trên ba pháp căn bản đó là một tà kiến, hai kiêu mạng, ba danh tự. Tà kiến và kiêu mạn là hai pháp bất tịnh, chỉ có danh tự là pháp tịnh mà thôi. Phàm phu có đầy đủ cả ba pháp ấy, còn người học đạo chỉ nên dùng danh tự mà thôi có như vậy mới chẳng trái với thật pháp mà còn tùy thuận thế gian pháp lại có thể phá được tà kiến mà chẳng gây ra sự tranh cãi bởi vậy nên hàng đệ tử của phật có thể tùy thuận thế gian thuyết có ngã mà chẳng có lỗi lầm gì cả lại nữa nếu có người hỏi vì sao ở nơi thật tướng là vô ngã mà phải dẫn nhập kinh bằng câu như vậy tôi nghe thì phải nên biết rằng người nêu câu hỏi trên đây đã chấp pháp vô ngã nên biết rằng đã là đệ tử của Phật thì ở nơi thật tướng của các Pháp cũng chẳng nên chấp đắm. Hà huống là nơi Pháp vô ngã, như trong đoạn trung quán có bài kệ thuyết về vấn đề này như sau. Nếu có Pháp chẳng không, tất phải có Pháp không, chẳng không còn chẳng có, huống nữa có Pháp không. Phạm phu thấy chẳng không, nhưng lại cũng thấy không, nếu thấy mà chẳng thấy mới thật là niết bàn. Thông suốt lý không hai, phá trừ được tà kiến, hành xứ của chư Phật hiển bày pháp vô ngã, hỏi: Trong kinh nói tôi nghe, nghĩa chữ tôi đã giảng rồi, còn nghĩa chữ nghe ra sao? Phải nghe như thế nào? Dùng nhĩ căn để nghe, dùng ý thức để nghe hoặc dùng ý thức để nghe. Nếu nói dùng nhĩ căn thì nhĩ căn chẳng có tánh biết làm sao có thể nghe? Nếu nói dùng ý thức thì ý thức chỉ nhận biết sau năm thức ngoài làm sao có thể nghe được ý thức chẳng có thể nhận biết ngay ở hiện tại mà chỉ nhận biết các trần cảnh từ năm thước ngoài chuyển đến nếu ý thức nhận biết ngay ở hiện tại thì người mù có thể nhận thấy có thể thấy được sắc người điếc có thể nghe được âm thanh vì sao vì ý thức chẳng phải mù cũng chẳng phải điếc vậy đã chẳng phải nhĩ căn nghe tiếng cũng chẳng phải nhĩ thức cũng chẳng phải ý thức có thể đơn độc làm được công việc này phải hội đủ các duyên hòa hợp mới nghe được tiếng, chẳng phải do một pháp riêng rẽ mà có thể làm được. Vì sao? Vì nhĩ căn là vô giác, chẳng có tánh biết nên chẳng có thể nghe được. Nhĩ thức là vô sắc, vô đối, vô xứ nên cũng chẳng có thể nghe được. Nếu không có căn không có thể tánh biết thì chẳng có đủ các duyên hòa hợp để có thể nghe tiếng được. Nhĩ cần phải ở tình trạng tốt mới nhận được âm thanh từ ngoài chuyển đến. Kế đó ý thức liền hòa hợp với nhĩ thức phải phân biệt. Như vậy phải hội đủ các duyên gồm căn, nhĩ căn, trần, thanh trần và thức, nhĩ thức cùng với ý thức. Hòa hợp mới hình thành được sự nghe. Bởi vậy nên trong kinh có nêu rõ, chẳng có một pháp riêng rẽ nào mà có khả năng tạo tác, có thể thấy, nghe hay biết được. Như bài kệ thuyết. Tạo nghiệp ác thọ quả, người chẳng tạo nghiệp quả là đệ nhất thậm thâm pháp phật thuyết như vậy tuy không mà chẳng dứt Tương tục mà chẳng thường tội phước cũng chẳng mất pháp phật thuyết như vậy hỏi trong phật pháp có nói rõ các pháp là vô lượng vô biên như vậy thì chẳng lại thuộc vào không gian và thời gian cũng chẳng nhếp vào ấm giới nhập nay vì sao lại nói đến một thời đáp đây là tùy theo thế tục mà nói một thời như vậy cũng chẳng có lỗi gì cả ví như có người lấy gỗ lấy đất làm thành tượng Phật tượng các vị trời rồi chiêm ngưỡng lễ bái trước các tượng ấy, sự lễ bái chiêm ngưỡng cúng dường như vậy cũng chẳng có lỗi gì cả. Tùy pháp thế gian mà nói một thời vậy thôi, nhưng thật sự thì chẳng có một thời nhất định nào cả. Hỏi Phật thuyết một bậc giác ngộ xuất thế nhiều người được an vui như vậy là phật đã nói có nói đến một thời điểm của sự xuất thế rồi vậy sao nói chẳng có một thời nhất định nào cả đáp phật thuyết cạn ta hành đạo chẳng theo thầy học một mình ta chẳng có bạn bè chỉ một hạnh chứng thành đạo quả hoát nhiên ta thấu suốt đạo màu theo bài kể trên phật đã nhắc lại nhiều lần chữ một như vậy một tất nhiên phải là một pháp đã là một pháp thì pháp đó cũng phải có duyên hòa hợp mới có được ví như nói một vật một tâm xanh vân vân thì dù nói một với vật hay nói một với tâm là cùng hay là khác cũng đều có lỗi cả hỏi nếu nói một thì có lỗi lầm gì đáp khi ta nói một bình là có đầy đủ ý nghĩa để chỉ một vật mang tên bình ở đây một và bình chẳng phải cùng một chẳng phải là bình cũng như bình chẳng phải là một nếu một là bình thì một cũng có thể là chén là đĩa là bàn là ghế vân vân ngược lại nếu bình là một thì chẳng có thể phân biệt một bình với nhiều bình được lại nữa một và bình cũng chẳng khác nếu một và bình riêng khác thì một chẳng dính dáng gì đến bình cũng như bình chẳng dính dáng gì đến một cả thật vậy một và bình chẳng phải cùng cũng chẳng phải khác vì sao một và bình hòa hợp với nhau thành một bình mới có đầy đủ ý nghĩa lại nữa một chỉ là số pháp các số hư tự nhiên khởi đầu bằng số một đây chỉ là quy ước thế gian cho nên một là bất khả đắc dẫn đến các số nhiều kế tiếp cùng đều là bất khả đắc cả Phật pháp tuệ thuận thế gian mà nói một người một tâm một thời vân vân Nói như vậy chẳng có lỗi lầm cũng chẳng rơi về tả kiến Bởi nhân duyên vậy Nên một thời chẳng lệ thuộc vào thời gian và không gian Chẳng nhiếp vào ấm giới nhập Hỏi Thời được dịch nghĩa từ hai từ khác nhau Bên thiền trúc đó là Kala và Tamaja Vì sao? Phật chẳng nói thời theo nghĩa Kala Mà chỉ nói theo nghĩa Tamaja Đáp do muốn trừ tà kiến nên Đức Phật dùng từ tam ma ra mà không dùng từ kala. Có người cho rằng hết thảy các sự vật trong trời đất, hết thảy các điểm tốt xấu đều lấy thời làm gốc, như bài kệ thuyết thời đến chúng sanh thành thục, thời tốt gạt hái được mùa, thời lành nhiều người ngộ đạo nên biết lấy thời làm nhân, thế giới như bánh xe quay, thời biến như xe chuyển bánh. Đời người quay tợ bánh xe lên xuống chẳng hề ngưng nghỉ lại có người nói mọi sự vật chẳng phải do thời làm ra mà tùy thuộc ảnh hưởng tốt hay xấu của trời đất mặc dù vậy tác động của thời vẫn có tạo như thời là bất biến thường hằng thời là một pháp quá vi tế khiến người ở thế gian không thể nhận ra được Người ta chỉ biết thời xuyên qua sự đâm chồi nảy lọc đơm hoa kết trái của cỏ cây, xuyên qua sự tăng trưởng của các sinh vật. Nói chung là qua sự biến đổi không ngừng của vạn pháp trong vũ trụ Cứ y nơi quả mà suy ra nhân Thì rõ biết thời là bất họa là thường còn vậy Ví như hòn đất ở hiện tại đã là bụi trần trong quá khứ Và sẽ có thể là cái bình cái trọng trong tương lai Rõ ràng là theo tiến trình biến đổi của một pháp Mà tướng của pháp ấy cũng biến đổi theo Cho nên nói có thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai vậy Kinh sách ngoại đạo cho rằng Thời là một sự vật do vậy mà họ phân biệt quá khứ hiện tại và vị lai mỗi mỗi đều có tướng thời tướng riêng biệt thế nhưng nếu nói rằng ba thời đều có các tướng riêng khác thì đó chỉ là tướng của hiện tại mà thôi vì sao vì nếu ba thời đều có tướng riêng khác thì làm sao quá khứ chuyển thành hiện tại và hiện tại chuyển thành vị lai hỏi vì sao trước đây nói chẳng lệ thuộc vào thời gian mà nay lại nói có thời hiện tại đã quá khứ đã qua, vị lai chờ đến. Tướng quá khứ đã mất, tướng vị lai chưa hiện. Như vậy, tướng hiện tại từ đâu mà được hình thành? Trên đây nói đến tướng hiện tại, chỉ nhằm để phá trừ sự lầm chấp về ba thời tướng mà thôi. Thật ra tướng hiện tại cũng chỉ là giả lập, cũng là bất khả đắc. Vì muốn trừ tà kiến, nên Phật nói thời theo nghĩa tam Mà ra, là nói do ấm giới nhập sanh diệt. Mà giả danh có thời, thật ra thời là vô phân biệt, chẳng có ly hợp, chẳng có đồng khác, chẳng có ngắn dài. Tất cả các danh từ đó đều do tâm thế gian chấp đắm mà có vậy. Thật tướng của Pháp chẳng có tùy thuận theo không gian và thời gian. Phật nói một thời nhằm phá trừ mọi sự chấp trước của thế gian, bị ràng buộc trong khuôn khổ của danh tự cũng như của ngôn ngữ vậy. Hỏi, nếu nói thời là vô phân biệt thì vì sao trong luật có đề cập đến trường hợp phi thời thực giới? Đáp, chưa đã nói do tùy thuận danh tự thế gian mà lập ra có thời, thế nhưng nói như vậy chẳng phải là thật pháp. Như vậy chẳng nên nạn hỏi nữa. Lại nữa, người thế gian cho các giới pháp trong bộ luật tỷ ni là thật pháp. Nhưng các pháp giới này chẳng phải là đệ nhất thật tướng pháp. Vì sao? Vì pháp tướng là vô ngã, là bất phả đắc nên biết do muốn gian dạy chúng tăng phạm giới luật. Muốn cho chúng danh hộ trì Phật Pháp, muốn cho Phật Pháp được trụ thế lâu dài mà Phật quyết định kết giới cho hàng đệ tử. Như vậy chẳng nên nạn hỏi nữa. Hỏi, trong các trường hợp phi thời thực, thời được, thời y, vì sao Phật không nói thời theo nghĩa tam ma gia mà lại nói theo nghĩa ca la? Đáp, trong tất cả từ kép nêu trên đây đều được trích dẫn trong bộ luật tỷ ni. Ở đây thời được dịch theo nghĩa ca la, bộ luật này chỉ lưu hành trong nội bộ chúng tỷ kheo phải không muốn cho hàng bạch y và hàng ngoại đạo nghe những điều luật này, vì sợ họ nghe như vậy sẽ dành tả kiến. Trái lại các bộ kinh nên được phổ biến rộng rãi cho mọi giới được nghe, bởi vậy nên trong kinh, các kinh Phật chỉ nói thời theo nghĩa tàng ma gia, vì sao? Vì theo nghĩa Tamaza, thì thời chỉ là giả danh khiến người nghe không khỏi sanh tả kiến bởi nhân duyên vậy nên trong các kinh phật thường nói thời theo nghĩa tam ma gia ít khi nói theo nghĩa ca la như vậy chẳng nên nạn hỏi nữa hết quyển một luận đại trí độ quyển hai phẩm thứ nhất tiếp theo nói rộng thêm về nghĩa như thị ngã văn như vậy tôi nghe hỏi nếu đức phật là đấng nhất thiết trí tự nhiên trí vô sư trí chẳng theo lời dạy của người khác chẳng thuyết theo pháp của người khác thì vì sao kinh phật lại mở đầu bằng lời như vậy tôi nghe đáp phật là đấng nhất thiết trí tự nhiên trí vô sư trí chẳng theo lời dạy của người khác chẳng thuyết theo pháp của người khác Tuy nhiên Phật Pháp chẳng phải chỉ do từ kim khẩu của Thế Tôn nói ra mà thôi. Trong bộ tỷ ni, Phật có nêu vấn đề thế nào là Phật Pháp? Phật Pháp gồm các lời chân thật do năm hạng người sau đây nói ra, đó là Phật, hàng đệ tử của Phật, trừ tiên nhân, trừ thiên, trừ vị hóa thần Bồ Tát. Lại nữa, trong kinh thích đại hòa nhân đắc đạo, Phật có dạy rằng, này kiểu thi ca, những lời vi diệu chất thật ở trong thế gian đều từ trong Pháp Phật cả, như bài kệ thuyết. Lời hay đẹp thế gian đều từ nơi Pháp Phật nói năng chẳng lỗi lầm, ấy chính lời Phật dạy. Lời hay đẹp khắp nơi đều chẳng có lỗi lầm, tất cả bao lời ấy đều diếp trong Pháp Phật, lời của hàng ngoại đạo dù trình bày khéo léo, chỉ như trùng ăn cây, dù kết thành văn tự, đầu giữa và rốt sau, tự cùng nhau tương phá, như nấu sắt thành vàng, chẳng ai thể tin được, như giữa rừng y lan, chẳng thấy nghiêu trên đàn, như giống cây trái đắng, chẳng xanh được trái ngọt, gượng ép tin theo đó, chỉ như tin ngoại thơ. Phải thường nghĩ thường niệm, hết thảy lời chân thật, cùng những lời hay đẹp đều từ pháp phật ra như hương ngưu trên đàn chỉ từ núi ma lê ngoài núi ma lê ra chẳng đâu có trên đàn ngoài lời pháp phật dạy chẳng lời nào chân thật lại nữa trước khi nhập niết bàn phật phó chúc cho ngài a nan và các đại đệ tử phải mở đầu kinh bằng lời như vậy tôi nghe khi đức thế tôn gần nhập niết bàn ở xứ câu Gì na kiệt giữa hai cây sa la song thọ ngài trưởng lão a nậu lâu đậu trông thấy ngài an nan sầu thảm liền bảo rằng này đại đức an nan đại đức là người giữ gìn pháp tạng của như lai chẳng nên tự chìm đắm trong sầu khổ hết thảy pháp hữu vi đều vô thường này đức thế tôn đã trao pháp tạng cho đại đức nếu đại đức cứ sầu thảm mã như vậy thì làm sao có thể gánh vác được trọng trách mà thế tôn đã phó trúc vậy nên đại đức hãy bình tĩnh lại để hỏi thế tôn về những vấn đề sau đây sau khi Phật nhập Niết Bàn, chúng con sẽ phải hành xử như thế nào? Chúng con sẽ tôn ai làm thầy? Chúng con làm sao có thể ở chung với hạng tỳ kheo ác hạnh? Và đầu mỗi tinh Phật chúng con phải nên để câu gì? Ngài An Nậu lâu đậu nói tiếp. Còn biết bao nhiêu việc quan trọng cần phải làm trong tương lai, Đại Đức cần phải thưa hỏi để xin Phật giải bày rõ ràng. Ngài A Nan nghe những lời khuyên của vị trưởng lão tâm liền tỉnh ngộ, đạo lực tăng trưởng bèn đến bên Phật bài Phật những điều nêu trên Phật dạy này A Nan dù ta có hay không có ở trên cõi đời này các người vẫn phải tuân theo những điều sau đây một y chỉ nơi pháp tự y chỉ mà chẳng nên y chỉ vào đâu khác thế nào là y chỉ nơi pháp tự y chỉ mà chẳng nên y vào đâu khác này an nan là tỳ kheo quán nội và ngoại thân thường niệm nhất tâm tinh tấn rõ mãnh, đầy đủ trí huệ trừ mọi tham ái thế gian quán như vậy là tỳ kheo y chỉ nơi pháp tự y chỉ mà chẳng y vào đâu khác hai từ nay phải lấy giới giải thoát làm thầy ba đối với các tỳ kheo ác hạnh sau khi ta nhập niết bàn hãy lấy như pháp thanh tịnh mà trị họ nếu hưu tầm họ đã được điều phục thì nên dùng Naja ca trên diên mà dạy họ là họ sẽ vào được đạo. 4. Ở trong ba a à tăng kỳ kiếp, khi kết tập pháp bảo tạng của chư Phật nên mở đầu bằng câu như vậy tôi nghe, một thời Phật tại phương nào nước nào rừng nào vân vân, vì ai mà nói pháp? Vì sao vị hết thảy chư Phật quá khứ hiện tại cũng như vị lai sau khi nhập niết bàn đều phó chúc hàng đệ tử mở đầu các kinh bằng câu này Ngài An Nan bạch Phật Bạch Thế Tôn, đây là lời Phật nói ra hay là lời của vị đệ tử nào của Phật nói ra? Phật dạy, này A Nan sau này, vì muốn cho Pháp Phật trụ thế lâu đời, nên trưởng lão Maha Cà Diếp và các vị A-la-hán sẽ hỏi A Nan rằng Phật thuyết kinh nào ở đâu? Thì A Nan phải khẳng định như trên. Ví như lần chuyển Pháp Luân đầu tiên, Phật vì Nam vị tỷ kheo thuyết Pháp tứ đế, Mặc dù lúc bấy giờ Ngài A Nan không trực tiếp nghe thời pháp đó, nhưng vì đã nghe Phật thuyết lại, nhờ có trí huệ tuyệt vời, nhớ nghĩ chân tránh, nên Ngài đã thuật lại với tín tâm vững chắc rằng, như vậy tôi nghe, một thời Phật tại thành Ba La Nạ, nơi vườn lộc biển, vì năm vị tỷ kheo thuyết. Trong kinh tạp pháp có ghi như sau, khi Đức Phật nhập Niết bàn có sáu điều chấn động, Nước sông chảy ngược dòng, gió bão nổi lên, mây đèn che kín bầu trời, chớp lóe sáng khắp nơi, sớm sét vang rẻ, mưa rào đổ xuống, cả hành tinh đều chấn động, núi lay biển động bầu trời đen tối, sư tử cùng các loài dã thú đều gầm thét, thật là não nùng ghê rợn. Hàng trời người sầu khổ thiết nữ khóc than dẫn đến các loài rồng cũng đều yêu sầu khổ não. Có các vị A-la-hán đã vừa khỏi biển sanh tử luân hồi tự niệm rằng sông ái phàm phu đã vượt qua thân giả bệnh chết nay hẳn dứt tứ đại độc giả hết vướng mang vô dư niết bà nơi an tịnh nghĩ như vậy rồi các vị a la hán ấy đã tùy ý tìm đến chốn núi rừng xả báo thân nhập niết bàn lại có các vị a la hán bay lượn giữa hư không tựa như đàn nhạ chúa hiện đủ thần thông cúng dường phật khiến những người được thấy đều khỏi tín tâm thanh tịnh các hàng lục dục thiên dẫn đến hàng biến tịnh thiên thấy chư vị a la hán nhập niết bàn bèn giấy niệm nghĩ rằng mặt trời trí huệ phật đã tắt cái chánh pháp đã gãy đổ mây chánh pháp đã tan biến phật là thất voi chúa này đã mất rồi hẳn đàn vai con dần dần cũng sẽ mất theo rồi đây sẽ tìm pháp bảo nơi đâu nghĩ rồi bèn nói kệ rằng phật đã nhập niết bàn tịch diệt các bậc la hán cũng tịch theo thế giới từ đây không người trí huệ lắng chìm mê ám gia tăng lúc bấy giờ hàng trừ thiền đến trước ngài ma hà Ca diếp đảnh lễ cung kính xin Ngài thương xót chúng sanh, đứng ra thay thế đức thế tôn để chống đỡ pháp màu nghĩ như vậy rồi bèn thuyết kệ tán dương ngài ca diếp rằng bậc kỳ lão tận trừ ba độc trụ tử kim chống đỡ pháp màu phong thái đoan nghiêm ai sánh kịp mắt sáng trong lành tợ đá xem trừ thiền tán thán như vậy rồi bạch ngài ca diếp rằng bạch đại đức thuyền tránh pháp sắp vỡ biển tránh pháp sắp cạn trụ cờ tránh pháp sắp gãy đèn tránh pháp sắp tắt người được tránh pháp cũng gần như sắp hết người hành đạo giảm bớt kẻ ác tâm tăng thêm cúi xin ngài từ bi kiến lập pháp đàn để người hành đạo được nương nhờ lúc bấy giờ ngài ca diếp giữ biển tâm bất động hồi lâu mới đáp lại rằng các vị thật khéo nói lên lời chân thật đúng cơ đúng thời vậy Thế rồi Ngài Ca Diếp im lặng nhận lời thỉnh cầu Chư Thiên đảnh lễ dưới chân Ngài rồi lui ra Ngài Ca Diếp tự nghĩ rằng Muốn cho Pháp Phật được lưu truyền lâu dài ở thế gian Phải nên gấp rút kết tập ba phần Pháp Tạng Kinh Luật Luận Có như vậy người đời sau Mới có thể học hỏi nghiên cứu và tu hành Phật Đạo Đức Thế Tôn vì thương chúng sanh đã đem pháp màu ra chỉ bày cho họ. Chúng ta là những người đã lãnh hội được giáo pháp của Ngài chúng ta phải có trọng trách hiền dương khai hóa để người đời sau được giác ngộ nghĩ như vậy rồi ngài liền lên đỉnh núi Tu Di giống giống kình chùa và thuyết kệ rằng là đệ tử của Phật phải nhớ lời Phật dạy muốn đề đáp ơn Phật chớ vội nhập niết bàn Tiếng kiền trùy của Ngài Đại Ca Diếp vang khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Các đệ tử của Phật ở khắp nơi đều dùng thần lực vân tập về Pháp hội. Lúc bấy giờ Ngài Ca Diếp nói với chúng hội rằng, Đức Thế Tôn trải qua ba an tăng kỷ kiếp, cần khổ tu hành chỉ vì thương xót chúng sanh. Nay Thế Tôn đã diệt độ, chúng ta là những đệ tử phải có trách nhiệm, thừa đường giáo Pháp của Ngài, phải kết tập ba phần Pháp tạng, để người đời sau thấm nhuận lợi lạc tiếp tục tu hành. Được như vậy rồi, chúng ta sẽ tùy ý diệt độ. Cả chúng hội đều tuân theo lời Ngài Maha Ca Diếp. Tuyển chọn một nghìn vị đều là những bậc A-la-hán, cụ tức thần thông, giải thoát tam muội thiền định trí huệ tự tại vô ngại. Duy chỉ riêng Ngài An Nan là chưa chứng quả vị A-la-hán. Hỏi Lúc bấy giờ có vô số A-la-hán vì lý do gì mà chỉ chọn một nghìn người thôi? Đáp, do trước kia vua Tần Bà Sa La, khi đắc đạo có phát tâm cúng dường ẩm thực cho một nghìn vị tỷ kheo nay vua a à xả thế nối ý nguyện của vua cha cũng phát tâm cúng dường như vậy ngài ca diếp tự niệm nếu trong thời gian kết tập mà chưa vị tỷ kheo còn phải đi khất thực ắt sẽ bị ngoại đạo thừa dịp vấn nạn là ngưng trệ công tác kết tập kinh bởi nhân duyên vậy nên ngài ca diếp quyết định chỉ chọn tối đa một nghìn vị Ngài Ca Diếp trình vua A Xà Thế biết chư Tăng sẽ an cư ba tháng tại núi kỳ xà quật. Đúng ngày giảm tuyết giới, nhóm Tăng hòa hợp và bắt đầu việc kết tập pháp tạng để nhà vua sắp xếp việc cúng dường. Ngài nhập thiền định, quán thấy trong chúng có 999 vị đã được lậu tận. Chỉ còn Ngài An Nan chưa được mà thôi. Ngài đến nắm tay Ngài An Nan bảo rằng tất cả các vị khác ở trong chúng hội đều đã được thanh tịnh, chỉ riêng Đại Đức là chưa sạch kết sử đại đức chẳng nên lưu lạc nơi đây. Ngài A Nan hổ thẹn buồn tuổi tự niệm rằng: Ta suốt 25 năm dài thân cận hầu hạ Đức Thế Tôn, chưa bao giờ bị khổ não buồn tủi như ngày hôm nay. Nghĩ như vậy rồi, Ngài Bạch Ngài Ca Diếp rằng, còn đủ lực tu hành để được đạo, song chư vị A-la-hán chẳng một ai hầu bên Phật, nên con phải đảm nhận làm thị giả thân cận bên thế tôn bởi nhân duyên vậy nên con còn chút ít Kết sử trước được lậu tận đó thôi ngài các diếp dạy rằng đại đức còn có các tội đột kiết la mà đến nay đại đức chưa sám hối Trước tiên Đức Thế Tôn không muốn người nữ xuất gia thọ giới thì kheo ni Do Đại Đức đã ân cần thưa thể nên Phật mới thuận cho Do đó Phật dạy rồi đây tránh Pháp sẽ giảm mất 500 năm đây là một tội đột kiết la mà Đại Đức chưa sáng hối. Ngài An nan thưa, con thường bà kiều đàm di, rất có cộng nuôi dưỡng Phật. Hơn nữa con nghĩ chư Phật ba đời đều có đủ cả bốn bộ chúng, Đức Thế Tôn át cũng như vậy. Ngài Ca Diếp nói, lại nữa khi Phật muốn nhập Niết Bàn ở gần thành Duy Na Yết, vì Phật đau lưng phải trải bốn lớp y để nằm. Phật cần uống nước, Đại Đức lại viện lẽ nước không được sạch nên không dâng nước hầu Phật, đây là một tội đột kết la nữa mà đại đức chưa sám hối. Ngài A Nan thưa, lúc bấy giờ có 500 cỗ xe đi qua sông, làm nước sông bị cấu đục, nên con chẳng dám lấy nước dâng Phật. Ngài Ca Diếp nói, hẳn đại đức đã dừ biết thế tôn có đại thần lực, làm cho nước dơ đục trở thành trong lành, sao đại đức lại chẳng lấy nước dâng Phật? Lại nữa, Thế Tôn có nói với Đại Đức rằng, người khéo tu được bốn thần túc, có thể kéo dài đời sống thêm một kiếp hoặc hơn thế nữa. Thế tôn nhắc lại ba lần, Đại Đức vẫn im lặng, chẳng hề thưa thỉnh. Do vậy mà Phật mới sớm nhập Niết Bàn, đây là tội đột kết la nữa mà Đại Đức chưa sám hối. Ngài A Nan thưa, lúc bấy giờ con bị ma ám, chẳng phải con có ác tâm mà không đáp lại lời Phật. Ngài Ca diết nói, lại nữa Đại Đức là thị giả mà có lúc lấy ý chân dẫm lên y tăng giả lê của Thế Tôn đây là tội đổ kết là nữa mà đại đức chưa dám hối ngài an nan thưa lúc bấy giờ gió thổi mạnh quá còn sợ trước y bị gió cuốn theo hơn nữa chẳng có ai giữ giúp nên còn phải dùng chân đẻ lên vậy chẳng phải con không có tâm cung kính thế tôn ngài ca diếp nói lại nữa vì sao đại đức lại đè cho người nữ xem âm tàm tướng của thế tôn khi ngài nhập niết bàn đây là tội đổ kết là nữa mà đại đức chưa dám hối Ngài An Nan thưa, lúc bấy giờ con tự nghĩ rằng người nữ cũng như người nam thế như vậy đều chẳng được phước đức mà chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Bởi vậy nên con cho người nữ thấy, đây chẳng phải là con muốn phá giới. Ngài Ca Diếp nói tiếp, Đại Đức có nhiều tội đột kiết la như vậy, hãy đến trước chúng tăng cầu xin xã hối. Ngài A Nan vâng lời, đến trước chúng tăng quỷ gối chắp tay, trạch áo bảy vai bên phải xin sám hối các tội đột kết la nêu trên đây ngài ca diếp nắm tay ngài a nan dẫn ra khỏi chúng hội và nói rằng đại đức phải đoạn tận các lậu nếu tàn dư chưa sạch thì đại đức chưa thể đến đây được nói xong ngài ca diếp đẩy ngài a nan ra ngoài rồi đóng sập cửa lại Lúc bấy giờ các vị A-la-hán luận nghị xem a là người thông suốt tỉ ni pháp tạng Ngài trưởng lão An Nậu lâu đậu nói Ngài Sáng Lợi Phất là bậc thầy thứ hai Có vị đệ tử tên là Kiều Phạm Bạc Đề Nhu Nguyễn Hỏa Nhã Chú Tâm Tịch Tịnh Thông suốt tỷ ni Pháp Tạng Hiện nay vị ấy đang ở vùng trời thi lợi xa Kính xin cử người lên thỉnh ngài về phó hội Ngài Ca Diếp cử một vị hạ tọa tỷ kheo Lên vùng trời thi lợi xa Thỉnh ngài An La Hán Kiều Phạm Bạc Đề Về phó hội Ngài Ca Diếp dặn vị hạ tọa tỷ kheo hãy thưa rằng ngài mà hà cà diếp phái con đến đây mời ngài kiều phạm bạt đề về cõi diêm phủ đề phó hội cùng với các vị lậu tận a la hán bản về pháp đại pháp sự vị hà tọa tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ chúng tăng nhiễu quanh ba vòng rồi tợ như chim bay vút lên không trung đến chỗ ngài kiều phạm bạt đề đảnh lễ và thưa rằng ngài Mà hà cà diếp phái con lên đây hỏi thăm sức khỏe của ngài và kính mời ngài về cõi diêm phủ đề phó hội để cùng với tăng đoàn bàn về đại pháp sự ngài kiều phạm bạt đề hỏi trong tăng đoàn có việc đấu tranh nên mời ta xuống chăng hay có việc phá tăng chăng hay phật đã diệt độ chăng vị hạ tọa tỷ kheo đáp thật đúng như lời đại sư dạy phật nay đã diệt độ rồi ngài kiều phạm bạt đề nói hòa thượng xá lợi phất thầy của ta nay ở đâu vị hạ tọa tỷ kheo thưa ngài xá lợi phất cũng đã diệt độ rồi Ngài kiệu phạm bạt đề hỏi, vậy ngài mục kiền liên nay ở đâu? Vị tỷ kheo thưa cũng đã diệt độ rồi. Ngài Kiều phạm bạt đề nói, Phật Pháp tán hoại các bậc đại sư đều lần lượt ra đi, thật là đáng thương cho chúng sanh. Rồi ngài nói tiếp, còn ngài An Nan giờ đây đang làm gì? Vị tỷ kheo thưa, ngài An Nan do chưa trở sạch ái kiết, nên đang còn ảo não đau buồn trước cảnh biệt ly. Ngài kiều phạm bạt đề hỏi, thế ngài la hầu la ra sao? vị tỷ kheo thưa ngài la hở la đã chứng quả vị a la hán nên trước cảnh biệt ly ngài chẳng có yêu sầu đau khổ ngài chỉ quán pháp tướng vô thường ngài Kiều phàm bạc đẻ nói ái kiết rất khó đoạn phải đoạn dứt ái kiết rồi mới hết yêu sầu Này đại sư ta đã diệt độ rồi ta cũng chẳng xuống cõi diêm phù đè làm gì nữa kính xin ngài ma ha cao diết cho tôi cũng được diệt độ rồi trong không trung ngài thuyết kệ rằng xin đảnh lễ ngài Maha Ca Diếp đệ nhất trong diệu chúng đại đức tăng Phật diệt độ rồi con xin nối gót voi chúa đi đâu đàn con theo đó vị hạ tọa đành phải đảnh lễ ngài kiều phạm bạc đề ba y bát trở về chúng hội đêm đến ngài an nan nhập định kinh hành cầu diệt sạch các lậu còn lưu dư ngài an nan tuy có trí tuệ nhiều nhưng định lực ít nên qua đêm thứ hai quá mỏi mệt cả như đã kiệt sức ngài cục đầu xuống thế nhưng khi đầu vừa cúi xuống ngài hoan nhiên đại ngộ như luồng điện quang lóe sáng xé tan màn đêm đen tối ngài liền chứng được đạo vô lậu Ngày sau đó ngài nhập kim cang đại định và phá giải các phiền não chứng tam minh lục thông vô lậu giải thoát trở thành bậc đại lực a la hán ngay trong đêm ấy ngài đến tăng đường gõ cửa xin được gặp ngài ca diếp ngài ca diếp hỏi ai ở ngoài cửa ngài an nan thưa con là a nan đây ngài ca diếp hỏi đại đức đến có việc gì ngài an nan thưa đêm nay con đã được lậu tận chứng quả vị a la hán ngài ca diếp đáp như vậy đại đức cứ việc qua khe cửa mà vào khỏi cần mở cửa ngài an nan vận dụng thần lực xuyên qua khe cửa vào trong tăng đường đảnh lễ chúng tăng và xin sám hối với ngài ca diếp ngài ca diếp lấy tay xoa đầu ngài an nan và nói rằng vì muốn Đại Đức chóng được đạo nên ta vận hành như vậy đó, Đại Đức trở nên hiểm giận ta. Từ nay Đại Đức nên biết là chỗ tu chứng của Đại Đức chỉ ví như nắm như tay nắm bắt hư không chẳng hề bị vướng mắc tâm a hán là như vậy đó chẳng chấp nắm bất cứ pháp nào chẳng bị bất cứ pháp nào trói buộc cả vậy đại đức hãy trở về tòa ngồi như trước lúc bấy giờ chúng tăng luận nghị xem ai là người đảm trách kiết tập pháp tạng Ngài An Nậu lâu động nói, xin mời Ngài An Nang, Đại Đức a Nàn là vị thị giả của Phật, thường ở bên Phật, thân cận Phật, lại có trí huệ tuyệt vời, nghe Phật thuyết đến đâu để nhớ đến đó nên thường được Phật khen ngợi. Ngài Ca Diếp đưa tay xoa đầu Ngài An Nang rồi nói rằng, Phật đã phó chúc Đại Đức giữ gìn phát tạng, đây là dịp Đại Đức báo ơn Phật. Hơn nữa các đại đệ tử, từ buổi ban đầu nghe thấy tôn thuyết pháp nay đã diệt độ hết rồi chỉ còn mỗi một mình đại đức thôi này đại đức nên y theo lời Phật dạy vì lợi ích chúng sanh đứng ra kiết tạo phát tạng của Phật ngài A Nan tuân theo lời chỉ dạy của ngài Ca Diếp từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước chúng tăng đảnh lễ rồi lên pháp tòa ngài Ca Diếp dùng cậy khuyến dụ ngài A Nan rằng pháp hội vắng bóng Phật đứng sư tử thánh vương A Nan thừa Phật sự lên ngồi tòa sư tử Hãy nhìn xuống chúng tăng Thiếu Phật mất oai thần Như đêm không có trăng Hư ừ không chẳng sáng tịnh An nan thường bên Phật Lại là bậc đại trí Những lời Phật thuyết ra Hãy y pháp diễn bày Lúc bấy giờ Ngài An nan chấp tay hướng Về nơi Phật nhập Niết Bàn Đọc bài kệ Buổi đầu Phật thuyết pháp con chưa được dự nghe, xong được Phật truyền dạy. Phật tại Ba La Nại, vì năm vị tỳ kheo khai mở đạo cam lộ thuyết về bốn thánh đế gồm khổ tập diệt đạo a nhã kiểu trần như người đầu tiên được đạo chúng chư thiên tám vạn vào được trong đạo màu lúc bấy giờ một nghìn vị an la hán nghe xong bài kệ rồi đền bay lượng giữ hư không tự nghĩ rằng lực vô thường rất mạnh thế nhưng kỳ diệu thay phật đã diệt độ rồi mà chúng ta vẫn thấy phật hiện hữu và đang thuyết pháp Nghĩ như vậy rồi thuyết kệ rằng Thần tướng Phật vẫn đó Dường như núi từ kim Dù diệu tướng đã diệt Chỉ còn lại danh thôi Hãy dùng phương tiện lực Cầu vượt khỏi ba cõi Xin tu tập thiện căn Được niết bàn an lạc Ngay sau đó Ngài trưởng lão an đậu lâu đậu Thuyết kệ rằng Ôi thế gian vô thường Như trăng nước ba tiêu Công đức đầy ba cõi Gió vô thường vẫn hoại Kể đó Ngài ca diếp thuyết kệ rằng Lực vô thường rất lớn, dù ngu trí nghèo giàu, được đạo chưa được đạo, hết thảy đều chẳng thoát, chẳng phải dùng của cải hay gian trá tránh được, như lửa thiêu muôn vật, tướng vô thường là vậy. Ngày Ca Diếp và Ngày An Nan kết tập các kinh Phật đã thuyết giảng từ sơ trẻ Pháp Luân đến khi nhập Niết Bàn, đúc kết thành bốn bộ, một tăng nhất A Hàm, hai trung A Hàm, ba trường A Hàm, bốn tương ưng à hàm như vậy là hình thành được tu đà la tạ tước kinh pháp tạ chúng hội tiếp tục luận nghị xem ai là người đảm trách việc kết tập tỷ ni pháp Tạng hơn 500 vị a la hán đồng thỉnh ngài tôn giả yêu ba ly vị chỉ luật đệ nhất nơi pháp tòa chư vị a la hán yêu cầu ngài cho biết rõ phật lúc ban đầu thuyết giới luật ở đâu và do nhân duyên gì ngài yêu ba ly y theo tăng giáo lên tòa sư tử và nói lên rằng như vậy tôi nghe một thời phật tại thành tỷ xá ly lúc bấy giờ có ông trưởng giả tên là lân na ca lăng già sau khi đã xuất gia rồi vẫn còn trốn về nhà dâm dục với vợ đây là nhân duyên khiến phải bắt đầu thuyết giới luật các chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni có giới luật riêng. Giới tỳ kheo gồm 250 giới, giới tỳ kheo ni gồm 348 giới. Như vậy là hình thành tỳ ni tạng, tức luật pháp tạng. Chúng hội tiếp tục luận nghị xem ai sẽ là người đảm trách việc kết tập A tỳ đảm tạng. Vì trước đó Ngài A Nan đã diễn rõ nghĩa tu đà la pháp tạng, nên trừ vị A La Hán đồng thanh thỉnh Ngài lên pháp tòa chỉ vị A-la-hán cũng yêu cầu Ngài cho biết rõ Phật lúc ban đầu thuyết a tỷ đàm ở đâu và do nhân duyên gì. Ngài An Nan đi theo tăng giáo lên tòa sư tử và nói Như vậy tôi nghe một thời Phật tại thành xá bà đẻ Lúc bấy giờ Phật dạy các tỷ kheo rằng Này các tỷ kheo, có năm tội năm oán nên trừ Nếu chẳng diệt trừ thì do nhân duyên ấy ở đời này phải thọ vô lượng khổ ở thâm, thân và tâm, ở đời sau sẽ đọa vào ba đường ác. Dù ở đời này thân tâm được an lạc, nhưng nếu có năm tội năm oán thì do nhân duyên ấy ở đời sau cũng vẫn phải thọ khổ. Còn trái lại, nếu ở đời này chẳng làm các tội các oán thì do nhân duyên ấy ở đời sau sẽ được sanh lên cõi trời hưởng các lạc thú. Năm tội đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, như vậy là hình thành A tỷ đàm tạng, tức luận pháp tạng. Sau 3 tháng, công trình kết tập ba phẩm pháp tạng được hoàn tất mỹ mãn, các hàng chư tiên, long thần, quỷ vương dẫn đến các tiền nữ đều gieo mừng đem thiền hòa thiền hương trang phan bảo cái thiên y vân vân cúng dường pháp và thuyết kệ rằng thương chúng sanh ba cõi kết tập ba pháp tạng mười lực hết thảy trí chiếu phá hết vô minh hỏi Tám kiền độ a tỷ đàm và 6 phần a tỷ đàm từ đâu mà có? Đáp khi Phật còn tại thế, các pháp chẳng trái nhau. Mà khi Phật diệt độ rồi, cho đến lần kết tập đầu tiên do Ngài Maha Ca Diếp chủ trì cũng như vậy. Sau đó một nghìn năm, vào lần kết tập thứ hai dưới thời vua A Dục, số pháp sư và luận nghị sư rất nhiều, nên có rất nhiều bộ phái khác nhau được thành lập, cũng rất nhiều từ ngữ mới được nảy sinh lúc bấy giờ có một đạo nhân gốc bà la môn lợi căn lợi trí tên là ca chiên diên suốt cả ba tạng kinh điển và các thơ kinh ngoại đạo vị đạo nhân này muốn giải về thật pháp nên đã lập ra bộ pháp trí luận gồm 8 kiển độ phần đầu nói về thế đệ nhất pháp nhưng về sau các đệ tử không hiểu được 8 kiển độ nên mới lập ra bộ tỷ bà sa luận lại có người nói luận a tỳ đà gồm có 6 phần trong đó Phần thứ nhất gồm 8 phẩm Do Bồ Tát Tù Bà Mật và một vị A-La-Hán ở kế tân soạn Mỗi vị 4 phẩm phần. phần thứ ba cũng gồm 8 phẩm Nói về sự phân biệt các pháp thế gian do Ngài Mục Kiển liên soạn Các phần còn lại do các luận sư khác soạn lại có người nói, khi Phật còn tại thế, Ngài Xá Lợi Phất giải lời Phật dạy lập thành bộ A Tỳ Đàm về sau bộ luận này được gọi là Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm. Khi Phật còn tại thế, ngài Maha Ca Trên Diên giả lời Phật dạy, thành lập ra bộ khiếp tạng cũng gọi là bộ Tỳ Lạc. Từ đó đến nay các luận sư không ngừng giải rộng thêm những lời của Phật, những lời dạy của Phật, ví như nói trong năm giới có bao nhiêu thứ nhất về dục giới, thứ nhất về sắc giới, thứ nhất về vô sắc giới. Có bao nhiêu thứ thấy được, thứ chẳng thấy được. Có bao nhiêu thứ hữu vi, thứ vô vi. Có bao nhiêu thứ hữu báo, thứ vô báo. Có bao nhiêu thứ thiện, thứ ác. Có bao nhiêu thứ hữu ký, thứ vô ký. Ví như nói trong bảy sự. Dục nhiễm sự, sân nhuế sự, hữu ái sự, kiêu mạn sự, vô minh sự, kiến sự, nghi sự. Có bao nhiêu thứ kiến đế đoạn, thứ tư duy đoạn, thứ kiến cổ đoạn, thứ kiến tập đoạn, thứ kiến diệt đoạn, thứ kiến đạo đoạn. Có bao nhiêu thứ dục giới kế, thứ sắc giới kế, thứ vô sắc giới kế. Có bao nhiêu thứ kiến đế đoạn, thứ tư duy đoạn, thứ kiến khổ đoạn, thứ kiến tập đoạn, thứ kiến diệt đoạn, thứ kiến đạo đoạn. Có bao nhiêu thứ biến xử, thứ bất biến xử. Ví như nói trong mười trí, pháp trí, tỷ trí, tha tâm trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, như thật trí, vô sánh trí, có bao nhiêu pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, có bao nhiêu duyên hữu lậu, duyên vô lậu, duyên hữu vi, duyên vô vi, duyên dục giới, duyên sắc giới, duyên vô sắc giới, có bao nhiêu thứ chẳng hề duyên, có bao nhiêu lối tu trong vô ngại đạo, lối tu trong giải thoát đạo. Ví như nói, người tu bốn quả thanh văn khi được đạo rồi sẽ có bao nhiêu trí đắc, có bao nhiêu trí thất, vân vân. Như vậy Luận A Tỳ Đàm phân biệt hết thảy pháp. A tỷ Đàm được phân ra làm ba loại. Thân và nghĩa A Tỳ Đàm được nói có 32 vạn lời. Luận phần A Tỳ Đàm được nói có 32 vạn lời. Tỷ lạc tức khiếp phần A tỷ Đàm được nói có 32 vạn lời. Phần được giải ý nghĩa như vậy tôi nghe đến đây là xong. Phẩm thứ nhất tiếp theo nói về nghĩa bà già bà kinh đức phật luận hỏi sao gọi là bà già bà đáp bà già bà là tiếng bên thiền trúc bên trung quốc đời nhà tần dịch là hữu đức có đức lại nữa bà già có nghĩa là phân biệt bà có nghĩa là khéo léo như vậy phân biệt rõ ràng biệt tướng và tổng tướng của hết thảy các pháp gọi là bà già bà bà già bà còn có nghĩa là có danh tiếng chẳng ai có được danh đức như đức Phật nên Đức Phật được gọi là bà già bà Phật là đấng tối tôn tối thượng thủ thắng hơn các vị chuyển lân thánh vương chuyển lân thánh vương ủng hộ thế gian nhưng vẫn còn kết sử Phật ủng hộ thế gian nhưng Phật đã ly kết sử chuyển lân thánh vương vẫn còn ái chấp Phật đã ly các ái chấp chuyển lân thánh vương vẫn còn lệ thuộc thế gian còn bị vô minh ngăn che tâm trí phật là đấng đệ nhất minh giác xuất thế gian Chuyển lân thánh vương thống lãnh bốn châu thiên hạ phật thống lãnh vô lượng vô biên thế giới Chuyển lân thánh vương được tải vật tự tại phật được tâm tánh tự tại Chuyển lân thánh vương vẫn còn tham cầu các lạc thú thế gian phật chẳng tham cầu gì cả Chuyển lân thánh vương vẫn còn theo người khác để cầu vui phật ở nội tâm thường an lạc lại nữa bà già bà còn có nghĩa là phá tham sân si. Hỏi: A la hán và Bích chi phật cũng phá ba độc tham sân si, như vậy so với Phật đâu có gì khác? Đáp: Chư vị A la hán và Bích chi phật cũng phá ba độc tham sân si, thế nhưng khí phần của ba độc và vi tế sở chi chướng vẫn còn chưa được dứt sạch. Ví như một cái hộp đựng trầm hương vẫn còn lưu giữ mùi hương, mặc dù người ta lấy trầm hương ra khỏi hộp lại cũng ví như củi sau khi đã cháy rụi rồi vẫn còn lưu lại một ít cho tàn Trả lại phật phá trừ ba độc tham sân si đến tận gốc rễ thuần nhất từ thô đến tế khiến cho khí phần của ba độc chẳng còn nữa ví như vào thải kiếp tận lửa tiêu sạch núi tu di chẳng còn lưu lại khói cho lại nữa các bậc a la hán dù đã được lậu tận cũng chỉ ví như người mới vừa được cởi bỏ xiềng xích đi còn khớp khảnh chưa được vững vàng. Như trường hợp Ngài Xá Lợi Phất vẫn còn lưu dư tập khí sân nhuế, Ngài Nan Đà vẫn còn lưu dư tập khí dâm dục, Ngài Tất Lăng Già Bà Sa vẫn còn lưu dư tập khí kiêu mạn, trái lại Phật thường tự tại vô ngại, ví như khi vừa ra khỏi thiền định, Phật đã thả nhiên đứng dậy đi kinh hành, Phật đi rất mau, đến độ Ngài La Hầu La đi kế sau Phật chẳng sao theo kịp, Phật hỏi lý do Ngài La Hầu La dùng cạn bạch Phật rằng do ăn nhiều sức khỏe dồi dào do uống sữa làn da tươi đẹp chỉ rau mè làm sao có sức cú sinh thế tôn thấu rõ cho những câu chuyện sau dạy cho thấy rằng các vị a la hán dù đã đoạn sạch kết sử nhưng vẫn còn lưu dư khí phần kết sử một về ngài xá lợi phất một hôm phật hỏi la hầu la trong chúng ai là bậc thượng thủ ngài la hầu la đáp bạc thế tôn hòa thượng xá lợi phất là bậc thượng thủ phật dạy Thế nhưng cũng có lúc sáng đại Phất thọ bất tịnh thực. Ngài sáng lại Phất nghe lời dạy của Phật tự nghĩ rằng từ nay về sau ta chẳng nên nhận lời mời của người đến thỉnh thực nữa. Lúc bấy giờ vua bà từ nặc đi cùng với trường giả tu đạt đến xin thì Ngài sáng lại Phất về cung thọ trai. Ngài sáng lại Phất liền đáp nếu không có pháp sự Phật không cho phép chúng tăng đến thọ thực ở nhà người cúng dường rồi Ngài từ chối không đi vua cùng với vị trưởng giả đến bạch phật bạch thế tôn vì sao thế tôn không cho phép hòa thượng xá lợi phất nhận lời thọ thỉnh của chúng con nếu ngài xá lợi phất không đến thì làm sao chúng con sanh được đại tín lực phật cho biết ngài xá lợi phất tâm kiên cố hút chẳng gì lay chuyển được rồi phật dạy và một thời xa xưa có một ông vua chẳng may bị một con rắn độc cắn. Triều đình cho vời các vị danh y vào cung để chữa trị cho nhà vua. Các vị thầy thuốc đều nghĩ rằng chỉ có con rắn, con rắn đó mới rút được nọc của nó ra và mới cứu được mạng sống của nhà vua. Nghĩ như vậy rồi các thầy làm chú thuật gọi rắn đến. Các thầy chất củi thành đống nổi lửa và nói với rắn rằng Người hãy lựa chọn hoặc rút nọc độc lại hoặc tự vào lửa chịu chết. Rắn tự nghĩ, ta đã cắn nhà vua rồi, thả chịu chết, chẳng bao giờ ta chịu rút nọc độc lại. Nghĩ như vậy rồi, rắn quyết tâm bỏ vào lửa chịu chết. Rắn độc này chính là tiền thân của xá lợi phất. Tâm xá lợi phất kiên cố, chẳng gì lai truyền được. Hai về ngài tất lăng già bà sa ngày trưởng giả tất lăng giả bà sa thường bị bệnh đau mắt một hôm đi khất thực qua sông hàng Ngài nói với vị thần sông rằng Này con tiểu tỳ hãy cho nước ngừng chảy để ta đi qua sông nghe Thần sông đến chỉnh sự việc với Phật Phật bảo Ngài Tất Lăng Già Bà Sa phải đến trước thần sông để xin sám hối Ngài vâng lại Phật đến trước thần sông nói với thần sông rằng Này tiểu tỳ ngươi chớ giận ta, ta nay đến sám hối với ngươi đây Cả chú phá lên cười, như vậy là đến để sám hối Hay là đến để mắng nữa đây Phật bảo thần sông ông có thấy vị tỷ kheo ấy chắp tay xin sám hối chăng? Thần sông thưa dạ có bạch thế tôn. Phật dạy tỷ kheo ấy thành tâm sám hối chẳng có kêu mạn. Lời nói như vậy chẳng phải lời ác. Tỷ kheo này năm chẳng năm trước đây sanh trưởng trong nhà bà La Môn thường tự kiều tự mãn rằng mình là con nhà quý phái. Do có thói quen mà nói như vậy đó chứ thật tâm chẳng còn có kiêu mạn nữa. Trái lại Phật đã tận đoạn kiết sử Lẫn khí phần kiết sử Đã được tự tại vô ngại Ngày trong những kiếp trước khi còn là Bồ Tát Phật đã thường hành nhẫn nhục Bố thí ba la mật Nên dù bị người chặt tay móc mắt Ngài cũng vẫn an nhiên không oán thù Trong kinh có ghi chép những mẩu chuyện Về Đức Phật như sau Có trường hợp một nữ bà la môn độn bụng Đến vụ an giáo hạ cho Phật Trước cảnh đó, 500 bà la môn vỗ tay ra hỏi chế nhạo như vậy vẫn những Phật vẫn thả nhiên vẻ mặt chẳng hề biến sắc. Chư thiên thấy vậy, liền hóa thành thân chuột, đến cắn bẻ bụng của người nữ bà la môn rồi tán hoa để cúng dường Phật. Phật cũng vẫn thả nhiên chẳng hề biểu lộ sự vui mừng. Lại có trường hợp Phật ăn lúa mì suốt 3 tháng mà chẳng buồn phiền, họ có trường hợp thọ thức ăn thơm ngon cả hàng trăm vị của hàng chư thiên cúng dường mà Phật cũng vẫn chẳng sanh tâm hoan hỷ, tâm Phật là nhất tâm chẳng có hai niệm, ví như vàng dòng chẳng có tăng có giảm tuổi vàng vậy, bởi nhân duyên vậy nên đức hiệu bà già bà chỉ dành riêng để gọi các đức Phật các bậc A La Hán dù đã đoạn sạch kiết sử nhưng vẫn còn lưu dư khí phần kiết sử nên chưa được gọi là bà già bà. Hỏi Phật chỉ có danh hiệu bà già bà hay còn có danh hiệu nào khác nữa? Đã, Phật có vô lượng công đức nên cũng có vô lượng danh hiệu khác nhau. Sau đây là 10 danh hiệu thường được nêu trong kinh. Như lai ứng cúng, tránh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Một như lai, Phật có danh hiệu là Đa Đa Già Đà, Trung Hoa dịch là Như Lai. Như lai là như pháp tướng, hiểu như pháp tướng sẽ nói theo như pháp tướng, đừng theo thật tánh như như mà đến. Phật đã như vậy mà đến mà thành bậc vô thượng tránh giác, bởi vậy nên Phật được gọi là Như lai. Hai ứng cúng lại nữa, Phật cũng có danh hiệu là A la ha, trong hoa dịch là A la ha, là sát tặc tức là giết giặc, có ý nghĩa là tận dứt các giặc phiền não, như bài kệ thuyết. Phật lấy nhẫn nhục làm giác, lấy tinh tấn làm cương, lấy chỉ giới làm ngựa tốt, lấy thiền định làm cung nỏ, lấy trí huệ làm mũi tên, bên ngoài đánh phá ngoạn ma, bên trong diệt dọc phiền não, ấy gọi là a la ha a la ha cũng được gọi là ứng cúng. Phật là bậc trí huệ và đức hạnh tràn đầy, là phước điểm rộng lớn để chúng sanh cúng dường. Ba, tránh biến chi. Lại nữa, Phật cũng có danh hiệu Xàm giác xàm bô đà trùng hòa dịch là tránh biến trì tam miệu là tránh tam là biến cùng khắp tất cả phật đà là giác giả tam miệu tam phật đà là bậc giác ngộ hoàn toàn rõ biết tất cả như bài kệ biết khổ như khổ tướng biết tập như tập tướng biết diệt như diệt tướng biết đạo như đạo tướng lại biết thật tướng của hết thảy pháp là chân thật là bất hoại tướng bất hoại là tướng của niết bàn vì ở nơi đây hết thảy các tâm hành đều dứt hẳn nói năng cũng tận đoạn tâm hành xứ diệt ngôn ngữ đoạn còn được gọi là tam hiệu tam bồ đề bồ đề là quả vị của bậc giác ngộ sáng suốt hoàn toàn bốn mình hạnh túc lại nữa phật cũng có danh hiệu là vi thứ la na tam bát nạ trung hoa dịch là mình hạnh túc nghĩa là đầy đủ trí huệ và hạnh đức mình là tam minh hạnh là thiện nghiệp túc là đầy đủ tam minh gồm lậu tận minh túc mạng minh và thiên nhãn minh thần thông và minh khác nhau như thế nào biết được túc mạng của mình và của người trong quá khứ gọi là thông biết được các hạnh nghiệp nhân duyên của mình và của người trong quá khứ gọi là minh biết được việc sanh chỗ này chết chỗ kia của mình và của người gọi là thông biết được các hạnh nghiệp nhân duyên dung hợp của mình và của người là thường còn không mất là minh biết được mình hay người đã dứt sạch kiết sử mà rõ kiết sử còn hay chẳng còn nữa là thông biết rõ các lậu đã tận và chẳng còn xanh nữa là minh a la hán cũng có đủ tam minh như vậy giữa a la hán và phật có gì khác nhau đâu tuy các a la hán cũng có đủ tam minh nhưng chẳng được đầy đủ như phật ví như a la hán chỉ biết đến một vạn kiếp còn phật biết đến vô lượng kiếp lại nữa, A-la-hán chưa đầy đủ thiên nhãn minh, còn Phật thì ở nơi mỗi niệm đều rõ biết sanh chú diệt. Rõ biết các kết sử sanh như vậy, chú như vậy, diệt như vậy. Phật hoàn toàn giải thoát giác ngộ, vô ngại tự tại còn hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng được như vậy. Năm thiện thệ lại nữa Phật cũng có danh hiệu là tu Già đà, trung hoa dịch là thiện thệ, thiện là tốt lành, thệ là đi luôn chẳng trở ngại đi đến nơi đến chốn như vậy thiện thệ có nghĩa là đã làm xong những việc cần làm đã đi đến bờ giác thiện thệ còn có nghĩa là hào khứ khéo đi như bài kệ sau đây dùng xe nhất thiết trí đi trên đường bát tránh thẳng đến bờ giải thoát ấy gọi là hào khứ phật khi nơi thật tướng các pháp thuyết chẳng phải do vì bị nhiễm trước bất cứ một pháp nào mà riêng thuyết cả phật biết quán biết cần cờ trí tuệ của hàng đệ tử dùng các phương tiện thiện xảo để giáo hóa họ người lợi trí kẻ độn căn Phật đều bố thí pháp một cách bình đẳng Phật biết tùy thời tùy cơ tùy đối tượng mà thuyết pháp hoặc thuyết bố thí hoặc thuyết trì giới hoặc thuyết bốn thánh đế hoặc thuyết mười hai nhân duyên hoặc thuyết niết bàn vân vân thuyết pháp như vậy gọi là hào thuyết sáu thế gian giải lại nữa Phật cũng có danh hiệu là lô ca phại trùng hòa dịch là thế gian dài Phật biết rõ chúng sinh pháp và phi chúng sinh pháp thuyết cả thế gian đạo và xuất thế gian đạo Phật biết rõ thế gian là vô thường là khổ là không là vô ngã lại cũng biết rõ thế gian là phi vô thường là phi hữu biên là phi vô biên và thuyết hết thảy các tướng mà chẳng chấp hết thảy các tướng vì sao về các tướng đều là bất họa, đều là như hư không như vậy gọi là thế gian dài bảy vô thượng sĩ lại nữa phật cũng có danh hiệu là an nậu đa la a nghĩa là không nậu đa la nghĩa là thượng trung hoa dịch là vô thượng niết bàn là pháp vô thượng vì sao vì pháp phật chẳng có thể nghĩ bàn chẳng có thể tán hoạ vượt lên trên hết thảy các pháp của hàng ngoại đạo tuyệt đối thanh tịnh vượt ra khỏi phân tử ngôn ngữ của thế gian vì pháp phật chẳng có gì hơn được nên được gọi là pháp vô thượng và Phật được gọi là vô thượng sĩ Tức là đấng vô thượng Tám Điều ngự trượng phu Lại nữa Phật cũng có danh hiệu là Phú Lâu Sa Đàm Biệu Bá La Đà Trung Hoa dịch là điệu ngự trượng phu Điều ngự là sửa trị mang ý nghĩa vừa điều phục vừa chế ngự Đức Phật là bậc vô thượng, điều ngự sư Ngài là bậc đại từ, bậc đại thí Có lúc Ngài dùng lời lẽ êm dịu Có lúc Ngài dùng lời lẽ nghiêm khắc để sửa trị hóa cải các bậc trượng phu nhằm dẫn họ vào đạo vô thượng như bài kệ thuyết. Đệ tử như ngựa kéo xe pháp, điều ngự sư là bậc pháp vương, ngựa sai đường do chưa thuần thục, phải điều về nẻo tránh đường ngay, khéo điều tâm tận trừ tội lỗi, mở rộng đường vào vô thượng đạo, không khéo điều xa lìa tránh pháp, vô thượng điều ngự là vậy đó. Có năm pháp sửa trị là một pháp sửa trị của cha mẹ anh em bạn hữu hai pháp sửa trị của quan quân ba pháp sửa trị của sư trưởng trên đây là ba pháp sửa trị của thế gian bốn nghiệp cảm đời này dẫn đến quả báo ở đời sau như thế gian thường nói nếu đời này chẳng dùng luật pháp để trị được người phạm tội thì sau khi mạng chung người ấy sẽ bị diêm vương trừng trị năm phật là bậc vô thượng điều ngự sư ấy pháp niết bàn giáo hóa chúng sinh đem lại cho chúng sanh sự an lạc giải thoát vì các pháp thế gian dùng để sửa trị chẳng có giá trị tuyệt đối chẳng có tác dụng lâu dài nên phật thị hiện thân người dùng ba thừa giáo tùy theo căn trí của chúng sanh mà hóa độ họ khiến không mất đạo chủng được trần thiện pháp được an lạc cả trong đời này và trong đời sau bởi vậy nên phật được gọi là bậc điều ngự sư người nữ cũng hóa độ được sao chỉ nói đến điều ngựa của bậc trượng phu có thuyết cho rằng người nam mới làm nên sự nghiệp lớn còn người nữ thì có năm điều ngại là một không được làm ma vương hai không được làm chuyển đơn thánh vương ba không làm được thiên vương bốn không làm được phạm vương năm không làm được phật bởi nhân duyên vậy nên không nói đến người nữ lại có thuyết cho rằng bậc trượng phu phải được hiểu theo nghĩa rộng đó là người có trí lớn dù là người nữ nếu có trí lớn hướng về đạo vô thượng thì cũng được gọi là bậc trượng phu chín thiên nhân sư lại nữa phải cũng có danh hiệu là xá đa đề bà ma nệ xá nẩm trung hoa dịch là thiên nhân sư phật thị hiện ở cõi người dạy người tu đạo niết bàn giải thoát ngay trong loài người có đủ nhân tánh và thiên tánh lại nữa, người nào kết xử mỏng, có tâm nhàn chán cảnh khổ thế gian, có lợi cần lợi trí, thì sẽ được sanh lên cõi trời, các hạng người này rất dễ được đạo. Lại nữa, ở cõi thiên cũng có đại địa thiên, khi nói thiên đạo là bao gồm cả nhân thiên, tức là cả loài người và loài trời vậy. Lại nữa, vì loài người mới được thọ các giới luật, dẫn đến chỗ thấy được đạo, bởi vậy nên phải thị hiện trong cõi người đảm bậc thiên nhân sư mười Phật Thế Tôn. Lại nữa, phải cũng còn có danh hiệu là Bụt Đà Lô Ca Na Tha. Trung Hoa dịch là Bụt Đa là Phật Đà, dịch Lô Ca Na Tha là Thế Tôn, gọi tắt là Phật Thế Tôn. Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, rõ biết hết thảy các pháp ở quá khứ, ở hiện tại và ở vị lai, cũng được gọi là giác giả ngồi dưới gốc cây bồ đề và chứng đạo vô thượng trở thành bậc nhất thiết trí thấu rõ hết tất cả nên được tôn xưng là phật đà phật được tất cả các bậc thánh các vị thần các hàng trời người cùng tất cả chúng sanh trong các loài tôn trọng kính mến và tôn xưng ngài là thế tôn các bậc thánh nhân còn chẳng có thể sánh kịp được phật vốn nữa là các hàng trời còn nhiều sần nhuế và kiêu mạn hơn nữa các vị trời trong cả ba cõi vẫn còn rất nhiều ái kiết Thường ai thì thường ban phước mà ghét ai thì lại thường gây họa và chẳng như vậy khi còn là bồ tát gặp những kẻ thù oán đó đến lấy đầu mắt tay chân ngài vẫn vui vẻ cúng dường Này đã thành bậc chánh giác ngài cũng chẳng tiếc thân mạng phật có hai công đức lớn là thần thông lực tịnh tâm lực phật đã tận diệt kiết sử còn các hàng trời dù có nhiều phước báo nhưng chưa sạch kiết sử, tâm chưa thanh tịnh nên có rất ít thần thông lực. Các hàng thanh văn và bích tri Phật tuy đã diệt kiết sử, người thế lực, phước đức vẫn còn kém xa Phật. Như vậy chẳng ai có thể sánh được Phật cho nên chỉ có Phật mới là đấng bà giả bà. Có phải vì Đức Phật thuộc dòng sống sát đế lợi lại là con vua tịnh phạn nên được người đại xưng tán là bậc nhất thiết trí chăng? Chẳng phải vậy, vì sao? Vì hết thảy chúng sanh chẳng có ai sánh được Phật Nên chỉ có Phật mới là bậc nhất thiết trí Trong kinh thập dụ có chép chuyện vua tần bà Sa La Nước ma giả đà Thỉnh Phật cùng 500 vị đệ tử của Phật An cư suốt 3 tháng Vua cần có sữa tươi để cúng dường Phật và chư tăng Nên đã bảo người nuôi cho bò gần thành Ngày ngày đem sữa đến bán Vua động lòng thương những người này Nên cho phép họ được đến hầu Phật những người này thảo luận với nhau rằng chúng ta thường nghe nói Phật là bậc nhất thiết trí, chúng ta lại thường thân cận giới Bà La Môn, biết rõ giới Bà La Môn có bốn bộ kinh vệ đà, gồm đủ các pháp trị bệnh, pháp điều binh, pháp xem sao hạn, pháp tế trời. Ngoài ra còn phần các vị luận nghị về 64 đề tài công kỹ nghệ của thế gian. Phật là con vua tịnh phạm ắt đã thông suốt hết các kinh thờ Bà La Môn rồi. Nếu chúng ta hỏi Phật về các đề tài ấy, Ngài sẽ chẳng gặp một chút khó khăn nào. Vậy chúng ta hãy hỏi Ngài về các bí pháp chăn nuôi châu bò. Nếu Ngài giải đáp thông suốt, thì mới thật là bậc nhất thiết trí. Thảo luận xong, họ bèn kéo nhau đến vườn Trúc Lâm để tìm gặp Phật. Vừa thoáng thấy Phật ngồi tọa thiền dưới gốc cây, dung mạo trang nghiêm rực rỡ, sáng ngời ánh hào quang sắc vào. Họ đăm đăm nhìn, chẳng nhàm chán. Rồi liền khỏi tâm hoan hỉ, nói lên bài kệ tán thán rằng, được mấy thích sư tử một bậc nhất thiết trí ai thấy mà chẳng ưa chỉ thế này cũng đủ hào quang ngày sáng rực dung mạo tối đoan nghiêm thân tướng đầy oai đức xứng đáng là vị phật các tướng đều tuyệt hảo Hoai thần hiện đầy đủ phước đức tự trang nghiêm ai thấy mà chẳng kính thần hào quang sáng tỏa nhìn mãi chẳng nhàm chán là đấng nhất thiết trí mới được công đức này hết thầy các bức họa cùng bảo vật trang nghiêm sánh với diệu thân này chẳng sao thể bì kịp người xem được mãn nguyện thấy rồi sanh tịnh tâm chú vào nơi an lạc đúng là nhất thiết trí dùng kệ tán thán xong họ đến lễ phật ngồi sang một bên và bạch phật rằng người chăn châu bò phải thành tựu bao nhiêu pháp làm cho châu bò được sống an ổn Phật dạy có 11 bí pháp khiến đàn châu bò được an ổn. Đó là biết sắc của châu, biết tướng của châu, biết rửa vết thương cho châu, biết băng bó vết thương cho châu, biết sống khói cho châu, biết dẫn đường châu đi, biết chọn chỗ cho châu nghỉ ngơi, biết dùng châu trừng đỗi, biết chọn chỗ an ổn cho châu, biết lưu giữ sữa châu, biết dưỡng châu đầu đàn sao gọi là biết sắc của châu đó là biết rõ châu sắc đen sắc trắng hay tạp sắc Tí kheo cũng vậy phải biết rõ hết tài sắc để do bốn đại và bốn đại tạo sắc duyên hợp tạo thành sao gọi là biết tướng của châu đó là biết xem tướng của châu tốt hay xấu biết bảy châu này có thể hợp với bảy châu khác hay không tỷ kheo cũng vậy khi thấy người có thiện nghiệp thì rõ biết người đó là người trí khi thấy người có ác nghiệp thì rõ biết người đó là người ngu Sao gọi là biết rửa vết thương cho trâu? Đó là biết lau rửa các vết thương cho trâu để trừ nhiễm độc Vì nếu các vết thương không được lau rửa sạch sẽ Thì các độc trùng sẽ làm cho các vết thương lở lét thêm Tỷ kheo cũng vậy Nếu có ác tà kiến, ác giác quán Thì các độc trùng này sẽ phá hết hiện căn Làm tăng trưởng thêm các vết thương nơi tâm Phải trừ hết các độc mới được tâm an ổn Sao gọi là biết băng bó các vết thương cho châu? Đó là biết lấy các lá, cây, thuốc để diệt các vết thương cho châu Đừng để các độc trùng xâm nhập làm lở rét thêm tỷ kheo cũng vậy Phải biết sáu tình là đầu mối của phiền não Phải biết dùng tránh pháp để ngăn che các vết thương sáu tình Khiến các độc trùng phiền não không xâm nhập vào được Sao gọi là biết sâu khói cho châu? Đó là khi canh trừng trâu phải biết hùn khói để mũi mọc tản đi xa, không cắn đốt đàn trâu. Lại nữa trâu ở xa, nếu trâu thấy khói liền tìm được đường về chuồng. Tỳ kheo cũng vậy, phải dùng pháp thanh tịnh để đẩy lui các kiết sử và dẫn đường cho chúng sanh vào tòa nhà thể tướng vô ngã. Sao gọi là biết đường dẫn trâu đi? Đó là rõ biết đường nào tốt, đường nào xấu và từ đó biết chọn đường tốt dẫn trâu đi. Thì kheo cũng vậy phải biết rõ tám chánh đạo dẫn chúng sanh tới niết bàn xa lìa các ác hạnh trời các chấp thường và chấp đoạn sao gọi là biết chọn chỗ cho châu nghỉ ngơi đó là biết châu nên đến chỗ nào nghỉ ngơi cho được yên tĩnh và tránh được các bệnh hoạn tỳ kheo cũng vậy phải biết tìm pháp chân thật nhằm thanh tịnh thiện căn sao gọi là dùng châu có trưởng đỗi đó là biết tùy sức châu mà dùng vào các công việc giúp châu bảo vệ được sức khỏe tránh ốm đau bệnh tật hoặc kiệt sức thì kheo cũng vậy phải biết căn cơ chúng sanh cũng như căn cơ của mình lại hay đội biết phiền não của chúng sanh cũng như phiền não của mình dài hay mỏng để phương tiện độ người độ mình khiến được an ổn sao gọi là biết chọn chỗ an ổn cho châu đó là tìm biết những chỗ an toàn không có cỏ beo hoặc ác thú khác không có ác trùng để dẫn châu đến đó ăn cỏ thì kheo cũng vậy phải biết bốn niệm xứ là chỗ an ổn, chẳng có các ác ma phiền não, khiến an chú nơi đây chẳng còn lo sợ các ác nạn. Sao gọi là biết lưu giữ sữa trâu? Đó là biết rõ trâu mẹ thường nhớ nghĩ đến con. Bởi vậy khi vắt sữa trâu, phải biết lưu giữ phần sữa dành cho trâu nghe bú. Có như vậy thì người nuôi trâu càng lâu càng thêm lợi lòng. Tỉ kheo cũng vậy. Được sự cúng dường phải nên biết tùy sức mà thọ dụng. Có như vậy thì tín tâm của tín đồ mới được nuôi dưỡng và tăng trưởng thêm lên mãi mãi. Sao gọi là biết dưỡng châu đầu đàn? Đó là biết chăm sóc bồi dưỡng châu đầu đàn, như cho ăn cỏ tốt, cho uống dầu mè, thường xuyên tắm rửa, lau chùi cặp sừng, cho đeo chuỗi anh lạc. Vì sao? Vì châu đầu đàn cai quản và bảo vệ cả đàn châu, tất cả những con châu trong đàn đều theo sự hướng dẫn chỉ đạo của châu đầu đàn. Châu đầu đàn phải được trăm năm bồi dưỡng như vậy thì mới mong có đầy đủ sức khỏe và uy lực hướng dẫn cả đàn trâu tỷ kheo cũng vậy vị thượng thượng thủ là người có đủ oai đức lãnh đạo chúng tăng trong việc hoàng pháp hộ pháp và phá trừ các tà kiến chấp của ngoại đạo khiến các tỷ kheo trong chúng càng lâu càng tăng trưởng thêm thiện căn vị ấy thật xứng đáng được sự cúng dường và tôn kính của tăng chúng và tín đồ những người nuôi trồng nghe xong lời Phật dạy nói với nhau rằng về bí pháp nuôi trâu chúng ta bớt quá cũng chỉ rõ được có 3 đến 4 điều các thầy của chúng ta bớt quá cũng chỉ rõ được có 5 đến 6 điều mà thôi này chúng ta được nghe Phật chỉ dạy thật rõ ràng chưa từng bao giờ được nghe như vậy suy việc này thì tất cả các việc khác Phật cũng đều thông suốt cả Phật quả là bậc nhất thiết trí chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả hỏi Phật là bậc nhất thiết trí Vì sao những người khác chẳng thấy được Đáp do Phạm Phu không biết Nên không thấy vậy Chẳng phải là Phật Không phải là bậc nhất thiết trí Để phân biệt hai trường hợp Thật đúng như vậy Nhưng những ngoài Bị các ngoại duyên ngăn chè tầm trí Khiến chẳng có thể thấy được Chẳng phải thật như vậy nên không thấy Phạm phù không có tín tâm thanh tịnh Lại bị tà chấp tà kiến làm mê mở tâm trí Nên chẳng có thể thấy được bậc nhất thiết trí vậy thôi Hỏi các pháp vô lượng vô biên Là sao bậc nhất thiết trí có thể biết hết được Đã các pháp vô lượng vô biên Thì trí tuệ của Phật cũng vô lượng vô biên Bởi vậy nên bậc nhất thiết trí biết rõ hết thảy các pháp Hỏi vì sao Phật chỉ nói về Phật Pháp mà không nói đến các Pháp khác? như y dược thiên văn vân vân đáp tuy phật thông suốt hết thảy các pháp nhưng pháp nào chưa dùng đến thì phật chưa vội nói hỏi có 14 nạn mà phật chẳng giải đáp đó là ngã và thế giới là thường hay vô thường ngã và thế giới là vừa thường vừa vô thường hay là vừa phi thường vừa phi vô thường ngã và thế giới là hữu biên hay vô biên ngã và thế giới là vừa hữu biên vừa vô biên hay là vừa phi hữu biên vừa phi phi vô biên sau khi chết có thần hay chẳng có thần đi đến đời sau sau khi chết vừa có thần vừa chẳng có thần đi đến đời sau hay vừa phi thần vừa phi vô thần đi đến đời sau thần là hồn hay thần chẳng phải hồn phật là bậc nhất thiết trí thì vì sao chẳng giải đáp các nạn ấy đáp vì các sự kiện ấy không thật có cho nên phật không giải đáp Ví như không thể nói các pháp là thường Vì các pháp do duyên hòa hợp xanh nên là vô thường Lại nếu nói các pháp là không thì rơi vẻ chấp đạn Vậy vậy nên Phật không nói đến Cũng như có người hỏi sừng trâu nặng bao nhiêu Sữa trâu đong được bao nhiêu đấu Những sự việc như vậy hoàn toàn tùy thuộc vào từng con trâu Hoặc vào tình trạng dinh dưỡng của trâu đáng lẽ đừng nên hỏi Những câu hỏi tương tự như vậy Phật đều không giải đáp lại nữa, phải biết rõ 14 điều vấn nạn trên đây ngăn trẻ bốn thánh đế, cho nên Phật không giải đáp. Phật muốn chúng sanh được an ổn, không muốn chỉ cho họ những con đường dẫn đến những nơi đầy dẫy ác thú ác trùng, sợ họ trước lấy khổ nạn vào thân, cho nên dù họ có hỏi thì Phật cũng chẳng giải đáp. Có người hỏi Phật, Phật làm ra 12 nhân trên trăng, Phật dạy chẳng phải ta, cũng chẳng phải người nào khác làm ra 12 nhân duyên Dù có Phật hay không có Phật Thì 12 nhân duyên vẫn là thường trú ở thế gian Phật chỉ khai thị cho tất cả chúng sanh Biết là do vô mình làm nhân mà có gia hành Dẫn đến có lão tử Bởi nhân duyên vậy nên Phật không giải đáp 14 vấn nạn nêu trên Phật thường dùng thường dùng bốn lối giải đáp sau đây một quyết định đáp hai giải rõ nghĩa lý Ba, hỏi ngược trở lại bốn làm thinh chẳng nói phật là đấng nhất thiết trí đầy đủ cả 10 phật lực rõ biết các nhân duyên nghiệp báo cùng căn trí của chúng sanh nên đã tùy duyên Và phương tiện nói pháp nhằm hóa độ chúng sanh hỏi chẳng có danh xưng nào khác ngoài danh xưng nhất thiết trí để gọi phật nữa sao đáp như trên đầy đã nói phật có vô lượng công đức nên cũng có vô lượng danh hiệu Đức Phật và đấng vô thượng chánh giác nên chúng sanh trong bà cõi đều tôn xương ngài như vậy như bài kệ tán thán Phật sau đây đấng thánh vương đàn xanh trong hào quang rực sáng thích ca dòng quý tộc thái tử vua tịnh phạn tin vui động ba ngàn tu di cùng biển cả ra đời vì chúng sanh nhằm phá sanh giả chết vừa sanh đi bảy bước quang minh chiếu mười phương khắp nơi nghe tiếng vọng ta đã tận sanh thai trở lại thân hải nhi trưởng thành theo độ tuổi thần túc được vô thượng trí huệ được vô lường thành phật thuyết diệu pháp chống pháp gióng vang rèn giác tỉnh mọi chúng sanh chìm đắm trong đêm dài như vậy các hiện tượng hy hi hữu diễn bày ra hết thảy hàng trời người thấy được liền hoan hỷ tướng hào trang nghiêm thân chiếu sáng tợ trời trăng hết thầy nam cùng nữ thấy ngài chẳng nhàm chán phật thân đại quang minh đầy hào quang sáng trói phật tại trong quang minh như trăng tròn chiếu sáng bao nhiêu lời vì báng phật chẳng hề oán giận bao lời lẽ ngợi khen phật cũng chẳng vui mừng dù lòng thương chúng sanh xem oán thân bình đẳng hết thầy loài tỉnh thức đẹp rõ biết như vậy lòng từ bi nhẫn nhục chế ngự được tất cả vì độ thoát chúng sanh đời đời thọ cần khổ thường nghĩ đến chúng sanh mà vẫn thường trong định trí huệ lực đủ mười vô úy lực có bốn bất cộng mười pháp mười tám cùng vô số vô lượng hỷ hi hữu công đức lực chẳng thể nghĩ bàn được như sư tử vô úy phá tan pháp ngoại đạo truyền pháp luân vô thượng độ chúng sanh ba cõi hết quyển hai